Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách trẻ đi. Đồng khâu thạch ngay lập tức để ý đến hoa du tiên, giơ tay lên, đưa ra ngàn lượng hoàng kim để hoa du tiên làm thiếp. Tỷ tỷ của hắn là tuần phủ đương nhiệm, đinh mụ mụ cũng không dám đắc tội. Trong nhập vân lâu, không thiếu những cô nương bị quan lại quyền quý để mắt và mang về làm thiếp. Đinh mụ mụ cũng vui vẻ đón nhận, thứ nhất vì những cô nương đó cũng tự nguyện, sau này có thể tránh khỏi việc phải lộ diện bán tiếng cười, thứ hai là nhập vân lâu có thể tồn tại vững chắc ở Kim Lăng nhiều năm cũng nhờ vào mối quan hệ tốt với những người quyền quý. Nhưng đồng khâu thạch lại liên tục để mắt tới hoa du tiên. Hoa du tiên chỉ có tình cảm duy nhất với vương sinh, đinh mụ mụ thấy rõ điều này dù hoa du tiên bề ngoài có vẻ như tham lam, nhưng thực ra cô ta rất có chủ ý. Hiện tại, tình cảm giữa cô và Vương Sinh càng thêm thắm thiết, vững chắc hơn cả kim loại, không hề để mắt tới đồng khâu thạch. Chỉ sợ đến lúc đó, hoa du tiên sẽ thả chết chứ không chịu làm thiếp của hắn, gây ra tình cảnh. Một mất một còn. Đinh mụ mụ định khuyên nhủ đồng khâu thạch, nhưng không ngờ đồng công tử lại khó chơi đến vậy. Đêm đó, hắn sai người gây rối, suýt nữa đốt cháy nhập vân lâu tuần phủ đại nhân sợ vợ, tự nhiên cũng đứng về phía em vợ của mình. Đinh mụ mụ vừa căm hận đồng khâu thạch không biết lý lẽ, vừa không thể làm gì. Dù nhập vân lâu có quen biết không ít quan gia phú hộ, nhưng cũng không thể đối đầu với thế lực của tuần phủ. Dù hoa du tiên có đẹp, cũng chỉ là một cô gái trong hoa lâu. Đắc tội với tuần phủ vì một cô gái hoa lâu thực sự không đáng. Từ khi hoa du tiên quen biết phương sinh, cô chỉ lên sân khấu đánh đàn, chỉ vì thanh danh mà mãi nghệ. Vì thế, người đứng ra bảo vệ cô cũng ít đi rất nhiều. Đồng khâu thạch cầm khế ước của hoa du tiên, bắt người giam lỏng cô, còn chọn ngày lành tháng tốt, dự định mang cô về phủ. Chưa hết, hắn còn sai người tìm ra tung tích của vương sinh, giam giữ vương sinh tại trang viên, ngày ngày tra tấn đánh đập. Những việc này, nhóm tiểu tìm muội trong nhập vân lâu nghe từ người khác và lén báo cho hoa du tiên. Hoa du tiên lo lắng cho thương tích của vương sinh, bản thân lại không có sức tự vệ, một thời gian sau, như lời đinh mụ mụ nói, lo lắng quá mức, bệnh nặng một trận. Nếu các tiểu thiếu gia đồng ý giúp đỡ, Du Tiên cũng không cầu xin điều gì khác. Hoa Du Tiên khẩn thiết nói. Nô gia nghe nói vương công tử bị nhốt tại trang trại ở thành Bắc, xin các tiểu thiếu gia cứu vương công tử ra. Đồng khâu thạch nhắm vào nô gia, khiến vương công tử bị liên lụy. Nô gia đêm không thể yên giấc. Đây chẳng phải là một tên ác bá cưỡng ép cưới dân nữ, chia rẽ một đôi uyên ương sao các thiếu niên ngồi đó, lòng đầy tinh thần anh hùng, trọng nghĩa. Chuyện này không khó, chỉ là cứu người thôi." Cô nương yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ kỹ càng và mang vương công tử ra cho ngươi." Hoa Du Tiên ánh mắt sáng lên, cảm kích cúi đầu. "Đa tạ các vị thiếu gia." Nhóm người vội vươn tay đỡ nàng dậy. Nhưng Lâm Song hạc dường như có điều suy nghĩ, nhìn nàng và hỏi. "Xin hỏi Du Tiên cô nương, sau khi cứu vương công tử ra thì thế nào?" hoa du tiên sững sờ rồi cười khổ nói nếu các vị thiếu gia có thể cứu vương công tử ra xin chuyển lời dùm nô ra rằng du tiên và vương công tử đời này hữu duyên vô phận đã liên lụy vương công tử xin vương công tử rời kim lang ngay và sau này quên du tiên đi ngươi không định gặp hắn sao hỏa yến ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cuối cùng lên tiếng hỏi chính ngươi định làm thế nào nàng vẫn núp trong bóng tối hoa du tiên chưa có chủ ý liếc nhìn thấy người đeo mặt nạ nói chuyện cũng kinh hãi giật mình nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, lắc đầu nói. Đã là em vợ của tuần phủ đại nhân, nô gia cũng không có cách nào khác, có lẽ không phải chuyện mình có thể quyết định. Chẳng bằng sớm nhận ra hiện thực. Nàng nói về tiền đồ của mình, nhưng khi nhắc đến vương sinh lại thoải mái hơn nhiều, có thể thấy nàng yêu vương sinh hơn bản thân mình. Du tiên cô nương, ngươi yên tâm. Thiếu niên nhảy cửa sổ vào đầu tiên nói. Nếu chúng ta gặp phải việc này, tất nhiên muốn giúp đỡ đến cùng. Không ngờ giữa ban ngày ban mặt lại có kẻ đáng khinh như thế. Cầu quan ỷ thế hiếp người, chúng ta không thể ngồi yên nhìn. Bất kể là vương công tử hay ngươi, chúng ta đều sẽ bảo vệ các ngươi an toàn. Lời nói đầy khí thế, nhưng làm sao để bảo đảm an toàn thì cần phải bàn bạc thêm. Đang lúc nói chuyện, bên ngoài từ xa có tiếng bước chân, Hoa Du Tiên đứng lên nói. Có người đến, ta ra ngoài ngăn chặn họ, các ngươi mau mau rời đi. Rồi nàng cúi chào sâu với nhóm người. Chuyện của vương công tử, xin nhờ các vị thiếu gia. Nàng đẩy cửa ra ngoài, tìm lý do nói chuyện với người bên ngoài. Các thiếu niên còn lại liền như lúc đến, bò xuống qua cửa sổ. Dưới lầu, Dương Minh Chi lo sợ bất an, thấy mọi người trở về bình an vô sự, liền thở phào nhẹ nhõm. Đang định hỏi chuyện gì đã xảy ra, ngẩng đầu lên, thấy các thiếu niên đều có sắc mặt nặng nề, liền ngạc nhiên nói: "Thế nào?" sao các ngươi có vẻ mặt khó coi như vậy? Lâm song hạc thở dài, lắc đầu nói. Nhìn người chịu khổ, lòng không dễ chịu. Nhóm thiếu niên kể lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe, Dương Minh Chi cũng tức giận. Tại sao lại như vậy? Quan phủ chẳng lẽ không can thiệp sao? Chính quan phủ làm ra chuyện này. Yến hạ khinh bỉ. Ngươi còn nghĩ bọn họ sẽ tuân theo quân pháp sao? Cả nhóm người im lặng. Sau nửa ngày, lại có người nói. Chúng ta đã hứa với Du Tiên cô nương, hãy cứu vương công tử ra trước. Sau đó tìm cách lấy lại khế ước từ đồng khâu thạch, để hắn ký và trả lại khế ước cho Du Tiên Cô Nương. Như vậy, Du Tiên Cô Nương có thể cùng vương công tử trở về Dương Châu sống hạnh phúc. Cứu vương công tử ra dễ dàng, lấy lại khế ước cũng không khó. Hỏa Yến cẩn thận lên tiếng. Nhưng chúng ta thi hội xong liền phải rời khỏi Kim Lăng. Sau khi rời đi, nếu vương công tử lại bị gây sự thì sao? Người ta nói dân không đấu lại quan, nhà vương công tử chỉ buôn bán, tuần phủ muốn làm khó dễ thì rất dễ dàng. Chúng ta nhìn như là giúp họ, nhưng không thể đảm bảo đồng khâu thạch sẽ không trả thù vương công tử sau này. Các thiếu niên nhất thời khí phách, nhưng nàng là cô nương, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều cho hoa du tiên. Nghĩ đến hoa du tiên cũng vì lý do này mà chỉ xin cứu vương công tử mà không nhắc đến bản thân. Đồng khâu thạch nhắm vào hoa du tiên, bọn họ chỉ cứu được lúc này, không cứu được cả đời. Hòa như phi, ngươi làm sao lại tự hạ uy phong của mình? một người bất mãn nói. ta thấy hòa huynh nói có lý. lâm song hòa cầm cây quạt. trước tiên cần phải suy nghĩ kỹ càng về sau mới có thể hành động. hoài cẩn. hắn hỏi tiêu giác. ngươi có biện pháp gì tốt không? các thiếu niên đều nhìn về phía hắn. dù sao cũng là đệ nhất của hiền sương quán, thiên phú xuất chúng, thông minh tuyệt đỉnh, có thể nghĩ ra biện pháp vẹn toàn đôi bên. tiêu giác nhìn họ một chút, mỉm cười nói. Có. Lâm song hạc ánh mắt sáng lên, khen ngợi. Ngươi quả nhiên có biện pháp, nhanh nói cho chúng ta nghe, muốn làm thế nào. Một tuần phủ của ứng thiên mà thôi. Tiêu giác thờ ơ nói. Lộ ra thân phận của các ngươi, hắn tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Hỏa Yến nghĩ thầm, hắn nhìn rất rõ ràng. Cái gọi là quay tới quay lui đều quá phiền phức, quan lớn một cấp đè chết người. Các thiếu niên ở đây đều xuất thân từ quan gia, so với tuần phủ ứng thiên còn nhiều người quyền thế hơn đồng khâu thạch ỷ thế hiếp người, chỉ cần có quyền thế lớn hơn hắn, cũng có thể áp đảo hắn. Ác nhân cũng chỉ hiếp yếu sợ mạnh. Vừa dứt lời, đã có người lắc đầu liên tục. Không thể không thể, nếu người nhà biết ta đi dạo hoa lâu, không phải sẽ cắt chân ta sao? Ta làm sao có thể lộ ra thân phận? Ta cũng không thể, hoài cần huynh, người đây là giết định một vạn mà tự tổn tám ngàn. Quá thô bảo, làm uyển truyền một chút. Tiêu giác ôm kiếm dựa tường, uể hoài nhìn họ, nói. Các ngươi từ từ suy nghĩ, ta trở về." Hắn xoay người muốn đi, bị Lâm Song Hạc kéo góc áo, quay đầu lại, thấy Lâm Song Hạc dường như đã quyết tâm, vung cây quạt. "Sáng lên thì sáng lên, các ngươi sợ, ta không sợ, dù bị đánh gãy chân, ta cũng cứu Du Tiên cô nương và Vương công tử." Hắn còn khích lệ những đồng môn còn do dự. "Có phải là nam nhân không, cứ trơ mắt nhìn cô nương nhảy vào hố lửa sao?" "Ta, Lâm Song Hạc, khinh thường làm bạn với những kẻ nhát gan như vậy." đều tránh xa ta một chút. Ta sẽ đi cứu, một mình làm anh hùng. Các thiếu niên căm giận. Nói ai nhát gan sợ phiền phức, ai không phải nam nhân, ta cũng không sợ. Yến Hạ vuốt vuốt đuôi tóc mình, mắt sáng lên, thậm chí còn có chút hương phấn. Bị đánh thì bị đánh, không phải chưa từng chịu qua, vì cứu người mà bị đánh, xứng đáng. Loại chuyện này, càng nhiều người càng náo nhiệt, có hai người ngẩng đầu lên, nhớ tới. Pháp không trách nhiệm chúng. Các thiếu niên nhao nhao đáp lời, rất nhanh thể hiện rằng dù thế nào cũng muốn cứu vương công tử và du tiên cô nương bình an ra ngoài. Tiêu giác không nói nhiều với bọn họ, nhưng vẫn bị các thiếu niên kéo theo, đám người vây quanh hắn, năn nỉ. Hoài cần huynh cũng cùng chúng ta một chỗ đi, có người xem xét, sẽ không có gì sai sót. Hỏa Yến đứng bên cạnh, nhìn thú vị, những thiếu niên như chim non, thật sự coi tiêu giác như cha. Tiêu giác nhìn cũng có vẻ không kiên nhẫn, cuối cùng không chịu nổi sự thuyết phục của mọi người, đành đồng ý. Thế là đám người cùng nhau về tiểu điếm, suy nghĩ kế hoạch. Chúng ta đã muốn lộ ra thân phận, không bằng trực tiếp đến phủ tuần phủ. Một người nói. Để họ nhanh chóng trả lại khế ước của Du Tiên Cô Nương và Thả Vương Công Tử, thế nào? Không được. Dương Minh Chi khẽ gật đầu. Theo pháp luật, khế ước nằm trong tay đồng khâu thạch, nếu chúng ta cưỡng bức, sẽ không hợp lý, không chừng lại bị ác nhân cáo trạng trước, để tuần phủ xử lý người nhà chúng ta. Hơn nữa, vương công tử đang trong tay hắn, nếu động cỏ động rắn, Đồng Khâu Thạch có thể giết vương công tử. Hắn nói có lý, Lâm Song Hạc Thành khẩn hỏi: "Minh Chi, ngươi có biện pháp nào không?" Dương Minh Chi suy nghĩ, trước tiên cứu vương công tử ra, sau đó nghĩ cách lấy lại khế ước, nếu Đồng Khâu Thạch tìm đến cửa, chúng ta sẽ lộ ra thân phận. Lúc đó mọi chuyện sẽ kết thúc, bọn họ chỉ có thể tự mình chuốc lấy khổ. Tuyệt vời. Nhóm tiểu đồng bạn mắt sáng lên. Làm như vậy, đồng khâu thạch chính là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Dù bình thường mọi người không thích ý thế hiếp người, nhưng lúc này, dùng thân phận để đè bẹp người khác cũng thật sảng khoái. Đối phó với vô lại, không cần giảng đạo quân tử, xem ai vô lại hơn. Yến hạ nhớn mày. Cứ quyết định vậy đi, chia quân làm hai đường, một đường tìm khế ước, một đường cứu vương công tử. Yến Hạ giải quyết dứt khoát, mọi người tức khắc chia đổi. Tiêu Giác và Yến Hạ mỗi người dẫn một nhóm, tuần phủ quý phủ đề phòng nghiêm ngặt, Tiêu Giác thân thủ tốt, dẫn bốn người đi tìm khế ước. Yến Hạ dẫn những người còn lại đi thành bác hộ nông dân cứu người. Sau khi chia xong, Hỏa Yến mới từ góc giơ tay lên, yếu ớt hỏi. Xin hỏi, ta làm gì? Hiền Sương quán tổng cộng có 10 thiếu niên đến Kim Lăng, Hỏa Yến bị lâm song hạc kéo tới. 10 người chia hai tổ thì hợp, nhưng người một người không tiện phân nếu không để hắn ở lại tiểu điếm dù sao đi cũng là cản trở không được yến hạ nhíu mày ở lại tiểu điếm chưa chắc không cản trở nếu bị quan binh tìm thấy và khai ra kế hoạch sẽ hỏng hòa như phi ngươi đi theo ta thân thủ ngươi không tốt lúc đó ở bên ngoài trông chừng được không hòa yến được làm bài trí chuyện này nàng đã thành thạo nhưng vẫn lo lắng dù hiền sương quán các thiếu niên thân thủ tốt tại sóc kinh nhưng ở kim lăng chưa quen thuộc dù có thân phận che chở nhưng trước khi lộ ra thân phận đối phương chưa chắc sẽ lưu tình đây là lần đầu tiên bọn hắn một mình đảm đương một việc đối mặt với cái gọi là đại nhân vật chỉ mong mọi việc thuận lợi khi màn đêm buông xuống hai nhóm người xuất phát ở thành bắc có một trang trải của đồng gia rất dễ tìm nơi đó thường xuyên có hạ nhân phạm lỗi bị ném đến không bao lâu sẽ bị dằn vặt đến chết. Yến hạ cho người mua vài con ngựa, lợi dụng ban đêm đến trang trải. Khi đến trang trải, trời đã hoàn toàn tối đen, nơi này rất hoang vu, xung quanh cũng là hoang dã, không tốt để giấu người, nhưng đồng khâu thạch cũng không cần giấu. Có tuần phủ là tỷ phu, làm gì cũng thoải mái, không lo hậu quả. Yến hạ cùng các thiếu niên nhảy xuống ngựa, để hòa yến canh gác ở đất hoang trước cửa trang trải, nói. Người ở đây, nếu có người đến, thổi lên huyết sáo, chúng ta tìm được người liền đi. Hiểu không? Hòa Yến nhẹ gật đầu. Nàng lại ít nói, trước khi đi, Hòa Đại Phu Nhân dặn dò không thể bị phát hiện thân phận, nếu bị gỡ mặt nạ, những người này sẽ không trả lại cho nàng, dù sau này gặp lại bạn bè, họ cũng chỉ thấy. Hòa Yến. Như vậy. Hòa Yến. Chỉ có thể cả đời làm. Hòa Như Phi. Hòa Yến hoảng hốt, liều mạng rằng co, lần này đến Kim Lăng, Hòa đại phu nhân dặn dò không thể bị phát hiện thân phận, nếu bị gỡ mặt nạ, những người này sẽ không trả lại cho nàng, dù sau này gặp lại bạn bè, họ cũng chỉ thấy. Hòa Yến Như vậy Hòa Yến Chỉ có thể cả đời làm Hòa Như Phi Yến hạ cùng đoàn người rất nhanh biến mất trong đồng bằng, Hòa Yến ngồi sổm trong ruộng cỏ dại, ngày hè mũi nhiều, y phục che kín chỗ còn tốt, cổ và cổ tay lộ ra không bao lâu đã bị mũi cắn xương đỏ. Nàng không dám cào, E sở tiếng vang dẫn người khác đến, làm hỏng kế hoạch của Yến Hạ, chỉ đành yên lặng chịu đựng. Lại qua thật lâu, bên trong có tiếng động, hỏa Yến rũi cổ ra, quả nhiên, một đoàn người từ bên trong sông ra, dẫn đầu là Yến Hạ. Hắn thân cao, trên lưng còn đeo một người, chính là Vương Công Tử. Hỏa Yến trong lòng vui mừng, đã cứu được rồi. Nàng đang định vẫy tay với Yến Hạ, lại nghe bên ngoài đột nhiên có tiếng hét lớn. Có tặc nhân, bắt trộm viện binh của họ vương đến rồi, bắt chúng lại. Trang trại này từ trên xuống dưới không biết có bao nhiêu người, lúc trước tối như bưng, hỏa yến còn tưởng chỉ là hoang vu, nhưng khi có tiếng hét lớn, bốn phương tám hướng đều sáng đèn đuốc, sơ qua có lẽ trên trăm người. Kế hoạch luôn vạn vô nhất thất, cần phải lặng yên không một tiếng động cứu người, thật khó khăn. Nàng đã canh gác không bị phát hiện, Yến hạ cứu người lại gây náo động lớn. Hỏa Yến lo lắng, nhiều người như vậy, liều mạng không đấu lại, chỉ có thể chạy. Nàng không do dự nữa, đứng ra thổi huyết sáo, ra hiệu họ chạy mau. Thực tế, Yến Hạ đúng là chạy. Mấy thiếu niên cũng hoảng hồn vì đám người xuất hiện bất ngờ, nhưng nhờ thân thủ nhanh nhẹn, không nói hai lời liền chạy như bay đến nơi dẫn ngựa, nhảy lên ngựa, chạy thẳng ra ngoài trang trại. Tiếng vó ngựa xa dần, một nhóm người đuổi theo, một nhóm người ở lại trang trại. Họ yến trợn mắt há hốc mồm. Họ bỏ lại nàng nàng cố gắng theo bước chân yến hạ nhưng hai chân sau chạy được bốn chân nàng la lên chờ ta một chút yến huynh tiếng nói nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng ồn nàng chạy đến sức cùng lực kiệt không thể chạy tiếp đột nhiên có người từ sau đánh roi vào lưng hòa yến chỉ cảm thấy đau xót quần áo mỏng manh chỉ trong chốc lát đã xuất hiện vết máu nàng lảo đảo té ngã quay đầu lại nhìn thấy đám người càng ngày càng gần người bên ngoài trở về mắng lão đại người chạy rồi không sao. Người kia nhìn chăm chăm hòa yến, vẻ mặt dữ tợn. Bắt được tên tiểu này, nếu đồng công tử muốn người, liền đưa tên này lên. Uy. Người kia giơ cầm nàng lên, hỏi. Ngươi vừa rồi là đồng bọn của chúng. Người đến là ai, nói ra tung tích của bọn chúng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hỏa Yến mím môi không nói lời nào. Chưa đến lúc, phải đợi lấy được khế ước mới có thể nói. Đến lúc đó, lộ ra thân phận, bọn họ cũng không thể tránh. Nhưng, Yến Hạ bọn họ sẽ trở lại cứu nàng chứ. Thấy nàng liều chết không nói, đối phương cũng giận, đá một cước, bất ngờ bị Hòa Yến bắt lấy đầu gối kéo ngã, nàng từ dưới đất xoay người chạy. Ôi, cũng biết đánh đấy. Đối phương lau miệng cảnh vết máu. Bắt hắn lại cho ta. Luyện tập lâu dài, thân thủ nàng cũng không tệ, nhưng tay không tấp sát không đấu lại người đông thế mạnh, nếu lúc đó Yến Hạ cho nàng chút binh khí phòng thân, nàng cũng không chỉ thế này. Hỏa Yến chịu đánh, bị mang đến người dẫn đầu. Người dẫn đầu nhìn nàng. Hờm. Một tiếng, nói. Tại sao còn mang mặt nạ? Có phải dáng dấp quá xấu sợ hù dọa người? Bên cạnh có người ác ý suy đoán. Không bằng gỡ xuống nhìn một cái. Đúng vậy, đeo cái này, không nhìn thấy mặt hắn. Gỡ xuống đi. Hỏa Yến hoảng hốt, liều mạng rằng co, lần này đến Kim Lăng. Hòa đại phu nhân dặn dò không thể bị phát hiện thân phận, nếu bị gỡ mặt nạ, những người này sẽ không trả lại cho nàng dù sau này gặp lại bạn bè họ cũng chỉ thấy hòa yến như vậy hòa yến chỉ có thể cả đời làm hòa như phi hơn nữa bọn họ có thể phát hiện nàng là nữ tử hòa yến dùng mình cố gắng thoát khỏi gông cùm a à, hắn sợ hãi có người nói tên này câm điếc nhưng thích trưng diện nghe đến gỡ mặt nạ liền hoảng sợ ngươi nói vậy ta càng muốn gỡ người dẫn đầu dù bận vẫn ung dung nhìn hỏa yến dãy dụa, âm trầm nói gỡ xuống cho ta hỏa yến bị đè xuống đất có người nắm cầm nàng buộc nàng ngừng đầu dùng sức gỡ mặt nạ nhưng mặt nạ có cơ quan nếu không phải chính nàng không ai có thể mở người kia loay hoay nửa ngày mặt nạ không nhúc nhích bản thân mệt mỏi đổ mồ hôi nhìn người dẫn đầu lão đại không được rồi mặt nạ này ta không gỡ xuống được sao có thể không gỡ xuống người dẫn đầu chửi ầm lên. Để ta. Hắn bóp cổ Hỏa Yến, liều mạng gỡ, nhưng không thể gỡ xuống. Hỏa Yến cũng rất đau khổ, mặt nạ có cơ quan, càng dùng sức gỡ, nàng càng khó chịu. Người ở đây không có chút thiện ý, không quan tâm nàng đau hay không, Hỏa Yến chỉ cảm thấy đầu mình sắp nứt ra. Nàng nghĩ, Yến hạ sao chưa tới, sao bọn họ chưa phát hiện mình không thấy. Người dẫn đầu đè mặt nàng xuống đất, bùn tanh vào miệng vì mặt nạ che khuất mặt, không thấy hỏa yến thút thít, tâm trạng những người này càng tệ. Chỉ ra lệnh cho hai người bên cạnh. Bắt chặt hắn, không cho hắn nếm khổ, sợ là không biết ta lợi hại, ta không tin trên đời có ta không cậy miệng ra. Một trận, binh bình bang bang, vang lên, như đi tìm. Hình cụ, dù chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chảy, những việc dùng hình này, hỏa yến trước đây cũng nghe nhiều. Tiểu tử thúi, người dẫn đầu cầm giày đạp mặt nàng còn không nói sao, ngươi không chờ đồng bọn tới cứu chứ. Đừng chờ, họ sẽ không trở lại, ngươi thức thời một chút, ngoan ngoãn nói ai mang vương sinh đi, còn có thể ít bị đau khổ. Hỏa Yến bị dẫm không thể động đẩy, trong lòng đắng chát nghĩ, Yến hạ bọn họ quả thật đã quên nàng. Giữa đồng trống một mảnh tối đen, không thấy đầu, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu và chim hót trong rừng. Dường như có tiếng vó ngựa truyền đến. Nàng áp tai sát đất, nghe rõ, đầu tiên là giật mình, sau đó dần dần sinh hy vọng, nhọc nhằn ngẩng đầu nhìn về phía đồng bằng cuối cùng. Dường như có người đang cưỡi ngựa đến. Họ tới, họ quả nhiên không bỏ nàng, họ yến trong lòng lập tức vui mừng. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, người trong trang trại cũng nghe thấy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhao nhao dơ cao bó đúc nhìn hướng người tới. Bó đúc chiếu giỏi, một người một ngựa càng ngày càng gần, cuối cùng là một thiếu niên như gió, áo bảo trắng ngân quan, cưỡi ngựa đạp tinh mà đến. Không phải Yến Hạ, là tiêu giác. Nụ cười của Hỏa Yến sững lại, mặt nạ che khuất vẻ ngạc nhiên của nàng. Tiêu giác cách Hỏa Yến khoảng 10 bước thì xiết dây ngựa xuống, hắn không đeo trường kiếm, tư thế thẳng tắp, áo bào trắng thêu tơ bạc sáng chói, từ trong bóng đêm bước tới, như một vầng hào quang ấm áp, sáng rực cả bầu trời. Thiếu niên ánh mắt thanh đạm lướt qua đám hung thần áp sát trong trang trại, cuối cùng dừng lại trên người Hỏa Yến đang bị đè xuống đất. Xin lỗi, ta tới chậm một bước. Chương 187, đồng hành. Hỏa Yến không ngờ người đến lại là Tiêu Giác, nàng nghĩ rằng Yến Hạ và mọi người có thể mất một thời gian dài mới phát hiện ra nàng mất tích và quay lại tìm. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng thực tế không ngờ lại là Tiêu Giác chạy đến. Hắn chẳng phải đang cùng người khác đi đến phủ tuần phủ để tìm văn tự bán mình sao? Người dẫn đầu thấy Tiêu Giác đến cũng chấn động, thiếu niên này khác hẳn với tiểu tử mang mặt nạ lúc nãy dung mạo và trang phục cũng không giống người bình thường. Hắn còn dưới chướng của dự chi, trong lòng thầm nghĩ về đồng khâu thạch, liền không trần trừ mà hét lên. Đồng bọn của tiểu tử này đã đến, bắt hắn lại cho ta. Hỏa yến giật mình, vô thức thốt lên. Hoài cần huynh, bọn họ đông quá, người chạy mau. Mặc dù tiêu giác có thân thủ xuất sắc, nhưng nơi này quá đông người, hắn một mình khó mà đối phó được. Xem ra yến hạ và mọi người cũng không tới kịp, chỉ e là không ổn. Trong lòng nàng lo lắng, quên cả dự định ban đầu. Nếu Tiêu Giác chạy đi lúc này, nàng sẽ ra sao? Ánh mắt Tiêu Giác lướt qua nàng, chỉ hơi mỉm cười. Hỏa Yến chưa kịp hiểu ý cười của hắn, thì đã nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên không xa, rất rõ ràng trong đêm. Yến Hạ và mọi người đến rồi sao? Lần này Hỏa Yến đoán sai, người tới không phải Yến Hạ mà là mười mấy thị vệ. Trước khi họ đến Kim Lăng, người nhà lo lắng về hành trình xa xôi có thể gặp sự cố nên đã đặc biệt chọn thị vệ giỏi để bảo vệ. Mặc dù đám thiếu niên này đi dạo hoa lâu không giấu giếm thị vệ, nhưng cũng không dám nói thẳng về việc cứu người. Vì việc này quá nguy hiểm, nếu nói ra, 89 phần 10 sẽ bị ngăn lại. Tuy nhiên, lần này, sự xuất hiện của đám thị vệ lại rất đúng lúc. Tiêu giác còn chưa kịp rút kiếm, đám thị vệ phía sau đã không chờ lệnh mà xông vào. Những người làm việc cho đồng khâu thạch sao có thể so sánh với những thị vệ tinh nhuệ từ sóc kinh trong chốc lát, tiếng la hét vang lên, cảnh tượng hỗn loạn. Nhưng không ai chú ý đến Hỏa Yến đang nằm dạp trên mặt đất. Hỏa Yến dùng tay chống đất, định đứng dậy, thì thấy một đôi giày dừng trước mặt mình. Nàng ngẩng đầu, thấy thiếu niên đang nhìn mình, chìa tay ra. Tay cậu ấy thon dài, trắng ngần, khớp xương rõ ràng, sạch sẽ như ngọc quý. Trong khi tay Hỏa Yến thì bẩn tiểu vì vừa đánh nhau, dính đầy bùn. Hỏa Yến do dự không đưa tay. Thiếu niên có vẻ không kiên nhẫn, một lát sau, cậu ấy nắm lấy khuỷu tay và kéo nàng lên. "Cảm ơn." Nàng khẽ nói, Tiêu Giác nhìn vào vết roi trên lưng nàng, không nói gì. Chỉ trong chốc lát, đám thị vệ đã quật ngã tất cả mọi người, trói họ như trói lợn trên mặt đất. "Ai vừa đánh ngươi bằng roi?" Hắn hỏi, Hỏa Yến nghiêng đầu nhìn hắn, trước khi nàng kịp trả lời, người dẫn đầu đã kêu lên. "Thiếu gia tha mạng, thiếu gia tha mạng." Tiểu Nhân không cố ý thì ra là ngươi?" Tiêu Giác lạnh lùng nói, hắn từ từ xoay người, nhặt cây roi bị dẫm bùn lên, chính là cây roi đã quất vào lưng Hỏa Yến. Hắn đưa roi cho Hỏa Yến, "Đánh đi." "Cái gì?" Hỏa Yến không hiểu, hắn đã đối xử với ngươi thế nào, ngươi cũng đối xử với hắn như vậy? Tiêu Giác vùng áo, lười biếng ngồi xuống ghế đối diện đám người này, giống như đang xem kịch vui, chìa tay về phía Hỏa Yến. "Mời." Hỏa Yến nhìn cây roi, chìm vào suy nghĩ chậm chạp không ra tay. Người dẫn đầu lại bắt đầu khóc lóc thảm thiết, nước mắt rơi xuống, cầu xin tha thứ. Sao vậy? Thiếu niên nhìn nàng, nhướng mày nói. Không dám mà. Người dẫn đầu trong lòng mừng rỡ, nghĩ rằng tiểu tử mang mặt nạ này trông gầy yếu, có lẽ mềm lòng, liền tiếp tục cầu khẩn. Không phải. Hỏa Yến nghe giọng mình nhỏ nhưng kiên định. Ta có thể đánh nhiều lần hơn không? Người dẫn đầu ngần ra, tiêu giác cũng sướng sờ, một lát sau, hắn hưng thú nói. Tùy Tị... ý. Hỏa yến giơ roi lên. Thực ra, mặc dù nàng bị đánh bằng roi, nhưng chỉ bị đánh một cái. Nói đánh nhiều lần hơn, thật ra là muốn phát tiết. Lần này đến Kim Lăng, vốn không phải ý muốn của nàng, chỉ là bị lâm song hạc và đám người đưa đi. Tới thì tới, nhưng bị vạ lây thế này, trong lòng thực sự rất ấm ức. Đương nhiên, khi cơ hội phát tiết đến, không đánh thì phí quá, hơn nữa đây cũng không phải là người tốt lành gì, kiểu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nàng đánh nhiều lần, coi như thay vương công tử và hoa du tiên trả thù. Chát, tiếng roi vang lên trong đêm trống trải, những kẻ vừa ồn ào khóc lóc giờ đây im lặng, chỉ còn tiếng kêu thảm thiết của người dẫn đầu. Thực ra, hoa yến đánh rất chừng mực, không làm tổn thương xương cốt, chỉ đau ngoài da. Nàng đánh tổng cộng 10 lần. Sau 10 lần, người kêu ngạo đã rơi nước mắt, hấp hối, kêu thảm cũng không còn sức tiểu tử mang mặt nạ này vẫn ngoan ngoán, thả roi trước mặt hắn, thậm chí còn nhẹ giọng nói. Đắc tội, khiến người dẫn đầu tức giận đến ngất đi, hỏa yến đến bên tiêu giác, tiêu giác liếc nàng. Xong rồi, xong rồi, hắn gật đầu, đứng dậy, quay người ra ngoài. Xong rồi thì đi thôi. Người dẫn đầu bị đánh đến bất tỉnh, trong đám người có kẻ cả gan hét lên. Ngươi, các ngươi là ai? Sao lại tùy tiện như vậy? Không sợ Tuần phủ đại nhân biết mà gây phiền phức cho các ngươi sao? Tuần phủ đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Thiếu niên áo bào trắng nghe vậy, xoay lại, vạt áo bạc lấp lánh tà khí, ánh mắt hơi lạnh, cười châm chọc. "Ta chỉ sợ hắn không đến. Nhớ ký đến Nhập Vân lâu tìm ta, ta luôn chờ." Nói xong, hắn không để ý đến những người kia nữa, tiếp tục đi về phía trước cùng những thị vệ. Hỏa Yến luôn ở bên cạnh hắn, đến gần con ngựa, Tiêu Giác hỏi nàng: có thể lên không? Hỏa Yến gật đầu, nhọc nhằn trèo lên ngựa, vừa ngồi vững, cảm giác có người phía sau, nàng kinh hãi, không ngờ tiêu giác cùng nàng ngồi trên một con ngựa, trong khoảnh khắc nỗi lòng dối bời. Thứ nhất, tiêu giác bình thường rất ưa sạch sẽ, giờ đây nàng toàn thân dính bùn, bẩn thỉu và chật vật, nhưng hắn lại không ghét bỏ. Thứ hai, vì thân phận, đã lâu rồi Hỏa Yến không tiếp xúc thân mật với ai như vậy. Bọn thị vệ cùng nhau rời khỏi trại ngựa bên ngoài, nhưng tiêu giác cưỡi ngựa chậm rãi, có lẽ nhớ rằng nàng bị thương, sợ sóc này sẽ gây đau đớn, nên cố tình đi chậm để chăm sóc. Hỏa Yến cảm thấy ấm lòng, nhưng những thị vệ kia không chờ bọn họ, bất giác để lại hai người và một ngựa phía sau. Thấy vậy, Hỏa Yến khẽ hỏi nhỏ. Hoài Cần Huynh, sao Huynh lại đến đây? Tiện đường. Tiện đường, đó đâu phải là một hướng đi, thuận tiện cái gì? Nàng vừa muốn mở miệng, nghe tiêu giác hỏi. Nếu ta không xuất hiện, ngươi sẽ làm gì thì ta sẽ khai ra các ngươi hỏa yến nói không chớp mắt cha ngươi là quang vũ tướng quân đồng khâu thạch cũng không dám liều lĩnh tiêu giác nghe vậy cười ngươi tính toán khéo lắm chúng ta vốn ở cùng một thuyền hỏa yến mặt không đổi sắc nói tiêu giác cười nhạt không nói thêm hỏa yến nhếch môi nghĩ thật ra tiêu giác không đến nàng cũng sẽ không khai ra bọn họ chỉ là muốn kéo dài được chút nào hay chút đó nhưng nếu nói ra như vậy chẳng phải lộ ra nàng rất dễ bắt nạt, muốn yến hạ bọn họ biết rõ nàng rất hung dữ, đối với việc bỏ rơi bạn bè, nàng cực kỳ giận dữ và khiển trách. Không biết bao lâu, đường trước mặt không còn là đồng bằng, mà trở nên phồn hoa náo nhiệt. Họ đi vào nội thành, những thị vệ kia chào tiêu giác rồi tự động rời đi. Tiêu giác tìm một tiểu điếm, cùng hòa yến xuống ngựa và vào trong khách sạn. Chờ chút. Hòa yến níu tay áo hắn. Hoài cần huynh, chúng ta không phải đi cùng nam quang huynh bọn họ hội hợp sao đây là định làm gì ở trò tiêu giác nhìn nàng một chút ngươi chắc chắn muốn gặp yến nam quang bọn họ trong bộ dạng này hỏa yến ngẩn người lúc này mới nhớ ra vừa rồi bị đánh tại nhà nông dân không chỉ bị thương mà y phục còn bị rách nát nàng lúng túng nói thì ra là thế cảm ơn hoài cần huynh tiêu giác gọi một phòng bảo tiểu nhị nấu nước nóng hỏa yến lo lắng nói với hắn hoài cần huynh khi ta tắm, không thích có người khác ở đó, huynh có thể tránh một chút không? Tiêu giác nhìn nàng không tin nổi. Ta là người hầu của ngươi sao? Hỏa yến. À, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Hắn cười khẩy. Ngươi có thể tự tắm, nhưng bôi thuốc thì sao? Những vết thương đó đều nhỏ, không có gì nghiêm trọng. Hỏa yến nói. Ngươi rất kỳ quái. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt hỏa yến, tiến một bước, hỏa yến ngẩng đầu, có chút lo lắng nhìn lại hắn, chỉ nghe tiêu giác nói thị vệ của ngươi đối với ngươi rất lạnh nhạt. Lần này đến Kim Lăng, các thiếu niên đều mang theo thị vệ do gia đình sắp xếp. Những thiếu niên này thân phận quý giá, được người nhà coi trọng, nên thị vệ luôn lo lắng chăm sóc. Nhưng suốt dọc đường, chỉ có thị vệ của Hòa Như Phi là rất lạnh nhạt, không quá thân thiết. Ví dụ như tối nay, nếu là thị vệ của Lâm Song Hạc, biết Lâm Song Hạc bị thương, chắc chắn đã gọi đại phu và tự mình bôi thuốc cho Lâm Song Hạc nhưng thị vệ của hòa như phi thì thậm chí không hỏi han gì nếu nói hòa như phi bị đối xử lạnh nhạt trong hòa gia nhưng hòa như phi là trường tử của hòa nguyên thịnh không đến mức như vậy hòa yến lo lắng nàng không ngờ tiêu giác lại chú ý đến điều này nhưng giải thích thế nào đây chuyện nàng là nữ tử trong hòa gia không nhiều người biết những thị vệ kia cũng do hòa nguyên thịnh dặn dò không đến quá gần nàng nhưng lại trở thành lỗ hồng trí mạng hòa yến cố gắng tỏ ra bình tĩnh ta tính tình lạnh lùng, không thích tiếp xúc nhiều người. Ta bảo họ không được đến gần ta. Lời này lừa trẻ con, trẻ con cũng không tin. Tiêu giác liếc mắt nhìn nàng, một lát sau, gật đầu nói. Tốt. Hắn bảo chủ quán mang y phục sạch và thuốc trị thương đến, rồi tự mình đi ra, để lại phòng cho Hòa Yến. Đợi tiêu giác đi, Hòa Yến mới thở phào nhẹ nhõm. Giao tiếp với tiêu giác luôn khiến người ta căng thẳng. Có lẽ vì hắn nhạy cảm, tướng mạo lại tuấn mỹ quá mức, giống như vải bạc trên áo hắn đẹp nguy hiểm điềm nhiên nhưng lạnh lùng nước nóng ngâm toàn thân cảm giác ấm áp dần làm dịu đi tâm trạng bối rối của nàng nghĩ đến sự việc tối nay cảm giác hương phấn bí ẩn mới dần hiện ra dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi dù bình thường nhu mì thế nào nội tâm vẫn khao khát một lần mạo hiểm dù bị đánh đau nhưng nghĩ đến việc yến hạ bọn họ đã cứu được vương công tử và tiêu giác xuất hiện ở đây chứng tỏ chuyện thân khế cũng tiến triển thuận lợi nhiệm vụ du hoa tiên tử giao phó đã gần thành công một nửa. Dù nhiều năm sau nhớ lại chuyện này, cũng đủ khiến người tự đắc khoái chí. Nàng rửa sạch thân thể, khó khăn bôi một lớp thuốc kim sang lên lưng, rồi thay quần áo chủ quán mang đến. Sau đó cẩn thận tháo mặt nạ xuống. Vừa rồi bọn người nông dân kia cố ép lấy mặt nạ của nàng, dù không lấy được nhưng làm mặt nạ siết chặt, trên mặt xuất hiện dấu vết, khóe miệng cũng có vết bầm mờ. Hỏa yến thở dài, nàng dùng khăn lau mặt, Nghe có tiếng gõ cửa, giật mình, luống cuống mang theo nón, nói: "Đến rồi." Rồi mới mở cửa, cửa mở, Tiêu Giác bước vào, nhìn nàng một chút, nói: "Xong rồi." Hỏa Yến nhẹ gật đầu, ánh mắt hắn rơi vào Hỏa Yến, bỗng nhiên nhếch miệng. "Ta rất tò mò một chuyện." Hỏa Yến vô thức trả lời. "Chuyện gì? Ngươi thật sự vì tướng mạo xấu xí mà đeo mặt nạ sao?" Hắn chậm rãi hỏi, dưới ánh đèn sáng tỏ, thiếu niên tuấn mỹ đôi mắt như nước thu hút người nhìn nhưng lại thấy rõ mọi điều hỏa yến suýt nữa kêu thành tiếng nhưng lập tức giữ được bí mật lớn nhất của mình đương nhiên nàng thậm chí học tiêu giác cười lạnh không phải ai cũng sinh ra tuấn mỹ như hoài cẩn huynh bị từ trước đến nay yên lặng làm việc hòa đại thiếu ra đột nhiên nổi giận đáp lễ tiêu nhị công tử cũng nghẹn lời ngay sau đó hắn nhướng mày nói nhẹ nhàng cũng là hỏa yến hắn xoay người gọi Hòa yến xong rồi thì đi thôi hỏa yến hỏi đi đâu nhập vân lâu bên trong nhập vân lâu đèn đuốc sáng trưng trong lầu các, hoa du tiên khẩn trương nhìn cửa phòng trong phòng còn có một đám thiếu niên trên giường nằm một người thư sinh trẻ tuổi người trẻ tuổi kia rất suy nhược thanh tú đã thay y phục trên mặt vẫn còn vết thương nhìn qua còn chật vật lúc này hắn đang nhắm chặt hai mắt mê man đã thay hắn băng bó và dùng thuốc lâm xong hạc lung lay cây quạt chỉ là bị thương ngoài da, nhưng vị vương công tử này thân thể quá yếu, nhìn có vẻ đáng sợ. Chờ tĩnh dưỡng một thời gian sẽ không sao." Nói rồi, lại nghiêng đầu thầm thì, "Ngày sau chỉ vì nữ tử làm nghề y, chưa học xong đã gặp chuyện ai?" Hoa Du Tiên cúi mình hành lễ trước Lâm Song Hạc. "Đa tạ Lâm tiểu thiếu gia." "Không có gì, Du Tiên cô nương không cần đa lễ." Lâm Song Hạc cười nói, đối với cô nương, hắn luôn thái độ rất tốt đồng khâu thạch chỉ muốn tra tấn vương sinh không định giết hắn ngay dù sao hắn muốn giữ lại vương sinh để áp chế hoa du tiên vì vương sinh vẫn còn sống cửa mở ánh mắt mọi người sáng lên rồi lại ảm đạm xuống tiến vào là đinh mụ mụ đinh mụ mụ bối rối cầm khăn nói nhỏ du tiên nếu không nguyên nhân lúc đồng công tử chưa phát hiện mang theo vương sinh rời khỏi kim lăng khi đoàn người mang vương sinh bị thương trồng chất đến nhập phân lâu đinh mụ mụ giật mình nhưng lúc này đuổi vương sinh ra ngoài chẳng khác nào đường chết, đành phải để bọn họ vào. Đinh mụ mụ không rõ thân phận mấy tiểu công tử này, chỉ nghĩ là thiếu gia phú quý trong thành kim lăng ham chơi, đến làm trò. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Chỉ là chuyện vui nhưng hậu quả vô tận, nàng dưới lầu bận ứng phó khách nhân, cuối cùng cảm thấy việc này không thể coi thường, liền lên lầu nói chuyện. Hoa Du Tiên lắc đầu. Tránh được nhất thời không tránh được cả đời, hơn nữa nếu Du Tiên và Vương Công Tử đi, mụ mụ ngươi làm sao đây đồng khâu thạch không bỏ qua nhập vân lâu hắn đã dám phóng hỏa đốt một lần thì sẽ dám đốt lần thứ hai chẳng lẽ vì du tiên mà không để ý sinh tử của các tỷ muội khác vậy ngươi muốn làm sao đinh mụ mụ lo lắng nếu đồng khâu thạch cần ta hoa du tiên nhìn thoáng qua vương sinh trên giường thần sắc dịu lại chỉ cần ta năn nỉ hắn vương công tử sẽ được cứu ít nhất hắn có thể bình an rời khỏi dương châu là tốt rồi hơn nữa Hoa Du Tiên trần trừ. Có một vị tiểu thiếu gia vẫn chưa về, nếu hắn rơi vào tay người xấu, nếu ta và vương công tử đi, bọn họ có thể sẽ chút giận lên tiểu thiếu gia. Ta ở lại đây, đồng khâu thạch có lẽ sẽ nể mặt ta mà tha cho họ. Lời này vừa nói ra, các thiếu niên trong phòng lập tức biến sắc. Đó là không cần. Một giọng nói vang lên, cửa bị mở ra, hai thiếu niên bước vào, người trước mặc áo bào trắng thần sắc lười biếng. Chưa đến mức phải hy sinh ngươi. Hoài cẩn, hòa huynh. Trong phòng vang lên tiếng lao nhau, các thiếu niên. Phần phật. Một lần vây quanh. Ta biết hoài cẩn huynh nhất định có thể cứu hòa huynh ra. Hòa huynh người hiền tự có thiên tướng, sao dễ dàng bị bắt vậy? Hòa huynh, ngươi không sao chứ? Ngươi bị thương không? Hòa yến ngẩn ngơ, đây là lần đầu tiên nàng được đối xử như vậy, cũng là lần đầu tiên được quan tâm như vậy. Trong lúc đó thụ sùng nhược kinh, suýt nữa quên mất chuyện này. Yến hạ tiến lên, gãi đầu thần sắc rất không tự nhiên hắn đến trước hỏa yến nói thật xin lỗi hỏa yến giật mình lúc đó ta quá hoảng hốt yến hạ nói mặt lộ vẻ hối hận chỉ lo mang vương công tử đi ta nghĩ ngươi sẽ theo kịp không ngờ hắn cũng không nói nổi hòa như phi ở hiền sương quán thật sự không quan trọng như hắn thiên tri kiêu tử không để hòa như phi vào mắt lần này đến kim lăng Hòa Như Phi cũng không tham gia nhiều vào các hoạt động náo nhiệt, nếu không chủ động nói chuyện, mọi người dễ quên rằng trong đám có Hòa Như Phi. Vì vậy, khi ở nhà nông dân, lúc động thủ, họ không nhớ rằng còn một người canh gác. Cho đến khi gặp đoàn người khác, tiêu giác nhìn họ, nhíu mày hỏi. Sao không thấy Hòa Như Phi? Lúc này, Yến Hạ và bọn họ mới nhớ rằng đã quên mất Hòa Như Phi. Yến Hạ quay đầu định tìm người, nhưng bị tiêu giác ngăn lại, tiêu giác nhẹ nhàng nhìn hắn, nói để ta đi ánh nhìn đó khiến hắn vô cùng xấu hổ hắn sao có thể bỏ rơi đồng môn của mình đó không phải là hành vi quân tử hơn nữa hòa như phi thân thủ kém nhắt như chuột rơi vào tay những người kia chỉ sợ không chiếm được lợi ích càng nghĩ hắn càng sợ liền muốn trở lại ngựa nhưng bị tiêu giác kéo xuống ta đi yến hạ nói một mình ngươi không được bọn họ rất nhiều người ta mang thị vệ đi tiêu giác nói nhẹ nhàng Ngươi mang những người khác đến Nhập Vân lâu. Yến Hạ ngơ ngác nhìn Tiêu Giác cưỡi ngựa biến mất ở cuối con đường, trong lòng khó chịu tột cùng. Đến Nhập Vân lâu, hắn không quan tâm việc khác, trong lòng lo lắng hòa như phi, sợ Tiêu Giác đến trễ không cứu được người, hoặc không thể cứu được. Cho đến lúc này, thấy Hòa Như Phi bình an xuất hiện, Yến Hạ mới yên lòng, nhưng kèm theo đó là vô tận áy náy và tự trách. Ngươi đánh ta đi." Thiếu niên hất đầu, đuôi ngựa cao cao nhảy lên, rõ ràng là xin lỗi nhưng lại tỏ ra không ai bị nổi. Thật xin lỗi. Hỏa Yến ngạc nhiên nhìn hắn, muốn cười nhưng nhịn, nói. Không sao, Hoài Cần Huynh đã cứu ta, bọn họ còn chưa kịp đánh ta, ta cũng không có tổn thất gì. Tiêu giác ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nhẹ, cũng không vạch trần nàng nói dối. Yến Hạ nghe câu này của Hỏa Yến, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dễ chịu hơn. Một thiếu niên hỏi. Hoài Cần Huynh, hiện tại người đã đông đủ, thân khế cũng tới tay, vương công tử được cứu bước tiếp theo nên làm gì đinh mụ mụ có chút lo lắng người đã đông đủ mau chóng đưa vương công tử ra khỏi kim lăng nàng biết hoa du tiên nói đúng hoa du tiên mới là quan trọng nhất nếu hoa du tiên đi cùng toàn bộ nhập vân lâu sẽ gặp nguy đưa vương sinh ra ngoài ít nhất cũng không phải cứu vô ích hoa du tiên nhẹ gật đầu đi đến bên vương sinh nhìn khuôn mặt tình nhân ánh mắt lưu luyến mắt dương dương lần từ biệt này núi cao sông dài, đời này sẽ không còn gặp lại. Nàng đang muốn đỡ vương sinh dậy, đột nhiên, một thanh kiếm chắn trước mặt. Hoa dù tiên ngước mắt, thấy thiếu niên mặc áo bảo trắng ngồi trên ghế, không nhìn nàng, mũi kiếm hướng về phía nàng, chui kiếm ngăn trước mặt nàng. Không cần, tiểu thiếu gia. Hoa dù tiên không hiểu, thiếu niên nhàn nhạt nhìn nàng, nhếch mép. Chạy gì, bọn họ lập tức tới ngay. Cái gì? Đinh mụ mụ hoảng hốt, run rẩy hỏi bọn họ là ai như để chứng minh lời hắn nói sau một khắc ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa gấp rút cửa bị đẩy ra cô gái hái sen mà họ từng gặp trước đây xông vào hoảng hốt mở to miệng nói mụ mụ du tiên không xong rồi đồng công tử mang theo quan binh của tuần phủ đã vây kín nhập vân lâu nói là nhập vân lâu giấu kín phạm nhân nối giáo cho giặc bây giờ họ muốn chúng ta giao người ngay phải làm sao đây đinh mụ mụ quay đầu nhìn họ cũng hoảng hốt phải làm sao bây giờ? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 188, Lương Yến Hội hôm nay. Dưới lầu nhập vân đã đông nghịt người từ sớm, khách hàng đã bị đuổi ra ngoài, lính canh chặn kín lối vào, các cô gái đứng hai bên lo lắng nhìn người đàn ông dẫn đầu. Người đàn ông mặc áo dài màu xanh đậm viền vàng, y phục rất tinh xào lộng lẫy, nhưng càng lộng lẫy thì càng làm khuôn mặt hắn thêm lố bịch. Hắn rất cao lớn, da đen, mắt gần như chỉ là một đường nhỏ, khuôn mặt bóng loáng. Đứng đó, hắn trông hung dữ và vẻ mặt cũng đầy ham dọa. Đây là đồng khâu thạch công tử, em trai của phu nhân tuần phủ. Đồng khâu thạch quát lớn. Mang người xuống đây cho ta. Ngay sau đó, có tiếng người vang lên. Dùng từ, bắt, vị công tử này dường như không lịch sự lắm. Đồng khâu thạch ngẩng lên nhìn, thấy từ trên lầu một nhóm người đang chậm rãi đi xuống. Người nói là một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi, phong thái nhẹ nhàng, tay cầm quạt xếp, mặt mỉm cười lễ độ, dù nụ cười đó rất chói mắt. Đi cùng cậu ta là một nhóm thiếu niên khác, tuổi tác không chênh lệch nhiều, vẻ ngoài tuấn tú, phong thái bất phàm. Hoa Du Tiên và Đinh Mụ Mụ đi sau những thiếu niên đó, nhìn thoáng qua có vẻ như họ đang bảo vệ nàng. Tiểu Súc Sinh, chính là các ngươi đã mang Vương Sinh đi. Đến trang trại của bản công tử gây rối. Đồng Khâu Thạch Hung tận hỏi hắn đang vui chơi bên ngoài thì nghe tin trong phủ có trộm, chưa kịp kinh ngạc đã nhận được tin vương sinh bị bắt đi. Đồng khâu thạch lập tức sai người tìm thân khế của hoa du tiên trong thư phòng, nhưng không thấy. Hắn vừa kinh sợ vừa tức giận, không ngờ lại có người dám đụng vào đầu thái tuế, một nhà thương nghiệp nhỏ cũng dám lớn lối như vậy. Không nói thêm lời nào, đồng khâu thạch vội vã mang người tới lầu nhập vân mà không kịp thay đồ. Ai, ăn cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bừa, lâm song hạc cười tùm tìm nhìn hắn ngươi có chứng cớ gì là chúng ta làm chứng cớ gì đương nhiên là bởi vì đám người này lúc gần đi lại còn nguyên ngang rơi lời gọi người đến lầu nhập vân tìm bọn chúng đồng khâu thạch chưa từng gặp kẻ nào không sợ chết như vậy ngươi là nhà ai tiểu xúc sinh đồng khâu thạch nheo mắt lại làm như thế là chán sống còn ngươi hắn nhìn hoa du tiên tiện nhân bản công tử coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi ngươi lại nhiều lần thử thách tính nhẫn nại của bản công tử, còn cấu kết với ngoại nhân làm ra chuyện vô sỉ này, hôm nay bản công tử sẽ bắt tất cả các ngươi, nhốt vào đại lao, cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, để các ngươi biết đắc tội với người không nên đắc tội sẽ có kết cục gì. Vừa nói xong, phốc phốc, một tiếng, một thiếu niên sau lưng lâm xong hạc không nhịn được cười. Khi phát hiện mọi người đều nhìn hắn, hắn mới thẹn thùng khoát tay. Xin lỗi, xin lỗi, nhất thời thấy buồn cười thôi. Yến Hạ chán nản nói. Những tên vô lại này khi dọa người có thể đổi cách nói được không, lặp đi lặp lại chỉ những câu này, nghe mãi thật sự là nhàm chán. Thái độ như vậy không coi mình ra gì, đồng khâu thạch giận tím mặt. Bắt hết bọn chúng cho ta. Lính canh lập tức tiến lên, đinh mụ mụ giật mình, đúng lúc này, từ bốn phía lầu nhập vân, như ma quỷ xuất hiện mấy chục vệ sĩ áo đen, đồng loạt chắn trước các thiếu niên, lặng lẽ rút kiếm bên hông, đao sáng như tuyết, trong chốc lát hàn quang bốn phía, sát khí mùn ngụt. Các cô gái bên trong lầu đều giật mình, cùng nhau hét lên. Hoa Du Tiên cũng không nhịn được nắm chặt mép váy, kinh ngạc nhìn các thiếu niên phía trước. Yến Hạ nghiêng đầu vuốt vuốt đuôi tóc rũ trước ngực, nói. Không thú vị. Không ai biết những vệ sĩ này đến từ đâu, lại là khi nào chui vào lầu nhập vân. Ngoại trừ tiêu giác, những vệ sĩ này sau khi từ nhà nông trở về, đều do hắn chỉ huy, lúc này nghe lệnh của hắn, ẩn nấp ở đây to gan. Đồng khâu thạch cũng giật mình, hắn quen thói hoành hành bá đạo trong thành Kim Lăng, dù nhà giàu ở Kim Lăng cũng phải nể mặt hắn vì hắn là em vợ của tuần phủ. Không ngờ lần này đụng phải kẻ cứng đầu, không những bắt người ngay dưới mắt hắn, cho dù đến lúc này, quan binh đã đến, còn dám kêu người đến trọi cứng. Tình thế vô cùng căng thẳng, hai bên đều rút kiếm và dương cung. Đồng khâu thạch lùi lại, mặc dù hắn bá đạo và hung ác, nhưng thực chất chỉ là một kẻ vô dụng, chỉ sợ những thị vệ này liên lụy đến mình. Hắn nói. Đây là coi thường mệnh quan triều đình. Bắt lấy bọn chúng cho ta ngay. Không cần bàn về sống chết. Dương Minh Chi bước ra. Giọng ấm áp nói. Công tử. Người không mang theo chiếc quan. Chúng ta nào có coi thường mệnh quan triều đình. Các người bắt người của ta đi. Dù không bàn đến việc chúng ta có bắt vương công tử hay không. Hắn là người Dương Châu. Không phải người của công tử. Sao lại gọi là người của ngươi. Chẳng lẽ công tử tự ý lập pháp đường. Vô cớ cầm tù dân thường. Nếu nói về việc phạm pháp, chính công tử mới là người phạm pháp. Dương Minh chỉ vốn có tài hùng biện, đồng khâu thạch không thể tranh luận với hắn. Bị ép đến mức không thể nói gì, hắn đành thẹn quá hóa giận, nói. Không cần nói nhiều, giết bọn chúng, giết. Có người cất tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng, dường như cảm thấy buồn cười, quay đầu nhìn. Người chắc chắn chứ? Thiếu niên này có vóc dáng cao, dù không đứng ở phía trước nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy hắn dùng mạo lại rất phong lưu khiến người ta khó lòng bỏ qua hắn đứng lười nhác nhạt nhẽo nói nếu ngươi dám nói giết trước chúng ta động thủ lần nữa giết ngươi cũng chỉ là tự vệ không tính là tội giết người muốn thử xem ai chết trước ngươi hay chúng ta hắn nhìn đồng khâu thạch với nụ cười như không cười bị ánh mắt rõ ràng ấy nhìn chằm chằm toàn thân đồng khâu thạch không thể không toát ra một tầng lạnh lẽo hắn không biết đám người này từ đâu tới thân phận là gì vừa do dự một chút, liếc nhìn hoa du tiên đứng trong đám người, lòng ganh ghét nổi lên. Dù là ai, Kim Lăng là địa bàn của hắn, sao có thể bị một đám nhóc miệng còn hôi sữa chê cười. Cả thành đều biết hắn muốn bắt hoa du tiên, nếu hôm nay không giải quyết được, ngày sau hoa du tiên bình yên xuất hiện ở nhập vân lâu, hoặc cùng vương sinh, hắn chẳng phải là trò cười của Kim Lăng. Đồng khâu thạch chưa từng nếm qua loại thiệt thòi này, hắn giận tái mặt, cắn răng nói. Giết, lời còn chưa dứt, có tiếng người từ ngoài cửa truyền vào. Dừng tay, tất cả dừng tay. Đám người nhìn lại, thấy một nam tử trung niên mặc quan phục nhanh chân bước vào. Thấy người này, các cô nương trong lâu cùng đinh mụ mụ vội vàng cúi chào, cung kính nói. Lưu Đại Nhân Đây chính là tuần phủ Lưu thủy của Thành Kim Lăng. Đồng khâu thạch thấy Lưu Thụy, lập tức tiến lên, hắn vốn cao lớn và ngang ngược, nhưng trước mặt Lưu Thụy lại làm ra dáng vẻ trẻ con. Tỷ phu, những kẻ này bắt chúng ta, còn ngang ngược, giờ lại dám động thủ với quan binh, tỷ phu, bọn chúng không coi ngươi ra gì. Lưu Thụy giận dữ nói. Im miệng. Đồng khâu thạch sướng sờ, không nói nên lời. Hỏa Yến nhìn Lưu Thụy, vị tuần phủ thành kim lăng này thoạt nhìn khác hẳn với em vợ ác ôn, dáng vẻ như một văn nhân thanh tao, thậm chí còn có phần quang minh lẫm liệt. Nhưng nhìn cách hắn dung túng thân thích, có thể thấy được cũng chỉ là bề ngoài. Lưu Thụy hướng về đám người trong sảnh chắp tay, nói. Xin lỗi, khâu thạch tuổi trẻ, hành động lỗ máng, việc này chỉ là hiểu lầm. Du tiên cô nương không bị thương chứ. Hoa du tiên không ngờ vị tuần phủ đại nhân luôn cao ngạo và xa cách này hôm nay lại hòa nhã hỏi nàng, trong lúc nhất thời không biết nói gì, đáp. Cảm ơn đại nhân quan tâm, du tiên không sao. Đồng khâu thạch phẫn quất trong lòng, những người này đến phá dối hắn, vậy mà tỷ phu không những không đứng về phía hắn, lại còn đối xử hòa nhã với tiện nhân kia. Đinh mụ mụ đứng bên cạnh nhìn ra sự việc, Ánh mắt quét qua đám thiếu niên, trong lòng cảm thán, nữ nhi nhà mình thật có số tốt, gặp được quý nhân. Vậy là tốt rồi, Lưu Thụy mỉm cười, đưa ánh mắt về phía những người còn lại, hỏi: Các vị tiểu công tử không phải là người Kim Lăng sao? Xin hỏi đến từ đâu? Đến Kim Lăng có việc gì? Lưu Thụy cũng bồn chồn trong lòng, tối nay hắn ở bên ngoài, nghe tin có người báo rằng có trộm vào quý phủ của Tuần phủ. Lưu Thụy rất giật mình sao có thể có người dám động thủ tại quý phủ tuần phủ. Sau đó, gã sai vặt truyền tin rằng có liên quan đến thân khế của Hoa Du Tiên. Chuyện của đồng khâu thạch, Lưu Thụy cũng sớm nghe thấy, nhưng hắn luôn mắt nhắm mắt mở, để đồng khâu thạch mượn oai hùng. Lần này, Lưu Thụy ban đầu cho rằng đó là vương sinh sai người trả thù, vốn còn có chút tức giận, một gia đình nhỏ bé trong ngành thương nghiệp cũng dám cản rỡ như vậy. Nhưng sau đó, hạ nhân đưa tới một tấm thiệp, nói rằng tìm thấy trong thư phòng, có lẽ người đến không cẩn thận làm rơi. Lưu Thụy vừa nhìn thấy tấm thiệp liền ngây ngẩn cả người. Đó là một tấm thiệp mời tham gia thi hội Kim Lăng, được gửi cho người tên Yến Hạ, từ phủ thống lĩnh cánh tiên phong. Hắn, một tuần phủ Kim Lăng, tuyệt đối không dám so sánh với quan lớn nhị phẩm ở Sóc Kinh. Lưu Thụy là người thông minh, biết rằng người đến có thân phận gì, nhưng tấm thiệp mời này rõ ràng là cố ý lộ rõ thân phận. Hắn làm sao dám nhúng tay, còn chưa kịp báo cho đồng khâu thạch không hành động thiếu suy nghĩ đã nghe tin đồng khâu thạch dẫn quan binh đến nhập vân lâu chặn người lưu thủy sợ hãi tức khắc chạy đến may mắn kịp ngăn cản trước khi động thủ đại nhân rõ mọi việc chúng ta thực sự không phải người kim lăng dương minh chi khiêm tốn mỉm cười chúng ta từ sóc kinh đến kim lăng cố ý tham gia thi hội kim lăng quả thật là thi hội lưu thủy tự tin trong lòng nhưng không biết trong đám này ai là công tử của phủ thống lĩnh cánh tiên phong trong lòng hắn xoay chuyển suy nghĩ, nhưng trên mặt không biểu hiện, chỉ cười nói. Thành Kim Lăng có các tiểu công tử quý khách như vậy, thật là tam sinh hữu hạnh. Chưa chắc đâu. Lâm song hạ quạt nhẹ cây quạt. Vừa rồi vị đại nhân này, thân thích của ông ta còn kêu đánh kêu giết chúng ta, dọa chết người. Còn luôn miệng gọi chúng ta tiểu xúc sinh. Lâm song hạc làm bộ buồn rầu suy nghĩ. Ta lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên có người gọi ta như vậy. Quay đầu nói cho phụ thân nghe thử, xem hắn có tức giận không, dù sao ta là tiểu xúc sinh, hắn liền là. Lưu Thụy mồ hôi rơi như mưa, một cước đá đồng khâu thạch quỳ ngã xuống, mắng. Vô lễ, còn không mau xin lỗi các tiểu công tử. Đồng khâu thạch bất ngờ bị đá, tức giận trong lòng, hắn không biết thân phận của Yến Hạ, không bằng Lưu Thụy lo lắng, vẫn cố dãy ruộng nói. Bọn họ bắt chúng ta, lại không nhắc tới vương sinh, thân khế của hoa du tiên bị bọn họ trộm đi. Người nói đến thân khế, là cái này sao?" Yến Hà từ trong tay áo rút ra một tờ giấy, vừa thấy tờ giấy này, Đồng Khâu Thạch kêu lên. "Không sai, chính là cái này, quả nhiên là các ngươi trộm." "Đồng công tử, lời này không đúng, thân khế này vốn vẫn ở trong Nhập Vân lâu, đinh mộ mộ nuôi du tiên cô nương nhiều năm như vậy, nếu nói là ngươi, xin hỏi Đồng công tử đã tốn bao nhiêu bạc, có ghi chép không?" Đồng Khâu Thạch không nói nên lời, hắn quen làm ăn không vốn, ngay cả nữ nhân cũng vậy nhìn chúng hoa du tiên liền cưỡng bức đinh mụ mụ giao thân khế không tốn một đồng nào lúc này hỏi bạc hỏi khoản đương nhiên không có chứng cứ gì lâm song hạc cười chẳng lẽ đinh mụ mụ chủ động tặng du tiên cô nương cho ngươi người sống lớn như vậy cứ thế mà tặng không ở sóc kinh chúng ta dù tặng mèo hay chó cũng phải có thủ lao sao ở kim lăng các ngươi lại tặng không vậy hay là hắn xoay chuyển lời nói nụ cười càng rực rỡ Quý phủ của tuần phủ thường làm như thế. Đây chính là đang chỉ trích hắn tham ô nhận hối lộ. Sắc mặt Lưu Thụy đại biến, không đợi Đồng Khâu Thạch phản bác, liền tức khắc mở miệng. Tên này chắc bị váng đầu mới nói lung tung như vậy. Thân khế tự nhiên là ở trong tay Du Tiên cô nương, về phần Du Tiên cô nương là người của Đồng Khâu Thạch. Đây là lời nói vô căn cứ, Du Tiên cô nương là người của Nhập Vân lâu, toàn bộ thành Kim Lăng đều biết, không liên quan gì đến Lưu gia chúng ta. Đồng khâu thạch còn muốn nói, nhưng gã sai vặt bên cạnh Lưu Thụy đã tiến lên, dùng khăn chặn miệng hắn lại. Dương Minh Chi thần sắc ôn hòa, như thể thật sự tin tưởng lời Lưu Thụy, hảo tâm nói. Thì ra là vậy, nhưng Lưu Đại Nhân nên dạy dỗ biểu đệ mình một phen. Đã không liên quan gì đến Du Tiên Cô Nương, lại tuyên bố khắp nơi rằng Du Tiên Cô Nương là người của Lưu Phủ, còn muốn động thủ đánh giết chúng ta. Nếu sau này đồng công tử làm ác, chẳng phải là đều tính vào người Lưu Đại Nhân. Cái gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, người khác có thể không biết phân biệt lưu đại nhân và đồng công tử, tất cả đều tính vào lưu đại nhân. Đây là đang nhắc nhở hắn, lưu thủy lạnh toát mồ hôi. Còn chưa nghĩ ra cách đối đáp, thiếu niên buộc đuôi ngựa cao cao nghiêng đầu nhìn hắn, giọng bất thiện nói. Du hoa tiên tử là bạn của chúng ta, ai khi dễ du hoa tiên tử, người đó là gây khó dễ với chúng ta. Hắn chuyển hướng hoa du tiên, mắt dù nhìn mỹ nhân nhưng lời lại nói với lưu thủy. Du Hoa tiên tử, nếu sau này có ai làm phiền ngươi, ngươi cứ để cho yến gia phủ sóc kinh tìm ta, ta nhất định sẽ ra mặt vì ngươi. Còn có ta, Lâm Song Hạc cười nói, "Lâm gia chúng ta tuy không có binh mã, nhưng trong cung cũng quen biết vài người. Tổ phụ ta thường gặp Thái hậu nương nương, chuyện nhỏ này Lâm gia có thể phù hộ. Cha ta là tổng quản nội vụ phủ, Thái phó tự Khanh, hộ bộ thượng thư, đám thiếu niên này mỗi người đọc lên một cái tên." Lưu Thụy trong lòng muốn run rẩy, chỉ trong chốc lát, y phục trong ngoài đều bị mồ hôi thấm ướt. Bọn họ có nói sai hay không, chỉ cần đến thi hội Kim Lăng hỏi thăm một chút là biết. Nhưng không cần phải đi nghe ngóng, giờ phút này Lưu Thụy cũng tin tám phần. Bọn họ từng người đều có khí khái hào hùng, ngạo khí, nếu không xuất thân từ quan lớn nhà giàu, chắc chắn không dám phách lối như vậy. Nhìn như đang nói chuyện với Hoa Du Tiên, nhưng thật ra là đang cảnh cáo. Lưu Thụy trong lòng cay đắng, ai ngờ một nữ tử ở hoa lâu lại có thể khiến nhiều tiểu thiếu gia nhà quan lớn đến chống đỡ cho nàng. Lưu Thụy gạt đi nụ cười, nói. Các tiểu công tử nói lời nào, du hoa tiên tử là người kim lăng, nếu có ai dám khi dễ nàng, ứng thiên phủ sẽ là nơi đầu tiên không chấp nhận. Không cần làm phiền các công tử. Lâm song hạc mỉm cười. Lưu Đại nhân nhớ ký lời mình nói hôm nay nhé. Đại trưởng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Lưu Thụy nghiêm mặt nói. Toàn bộ Nhập Vân lâu đều có thể làm chứng cho tại hạ. Rất tốt." Yến Hạ nhướng mày, cuối cùng ngươi cũng thuận mắt một lần." Hắn bất kính như vậy, Lưu Thụy dù tức giận nhưng cũng không dám nói gì thêm. Dương Minh chỉ hướng về phía hắn chắp tay, "Như vậy sau này, xin mời Lưu đại nhân lúc nào cũng chiếu cố Nhập Vân lâu, cùng bằng hữu của chúng ta, Du Hoa tiên tử." "Đúng vậy, đúng vậy." Lưu Thụy cười làm lành nói, "Sau một hồi thăm dò và hàn huyên, Lưu Thụy mới mang theo đồng khâu thạch cùng binh mã rời đi. Tối nay khi hắn trở lại Lưu ra, việc giáo huấn đồng khâu thạch sẽ tính sau. Trong nhập vân lâu, Thái Liên cài đóng cửa, trong lầu bỗng bùng nổ những tiếng reo hò. Các cô nương đều cực kỳ vui mừng, đồng khâu thạch làm nhiều việc ác tại Kim Lăng, các cô nương giận mà không dám nói. Vì chuyện của Hoa Du Tiên, mọi người đều lo lắng sợ hãi, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, Lưu Thụy mất mặt, hẩm hực rời đi, thật khiến người vui mừng. Hoa Du Tiên đi đến trước mặt các thiếu niên, cũng kích động không thôi, mắt rưng rưng, bỗng quỳ xuống, hướng về phía đám người dập đầu, nói lớn: "Các vị tiểu thiếu gia ân đức lớn lao, dù Tiên không thể báo đáp, nếu có kiếp sau, nguyện làm trâu làm ngựa, không chối từ." Du Tiên cô nương xin đứng lên, mọi người giật mình, vội vàng kéo nàng lên, có chút đắc ý, lại có chút không tự nhiên, nhao nhao nói: "Chuyện này vốn là việc chúng ta nên làm." đại trưởng phu gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, tiên sinh ở học quán đều dạy chúng ta như thế. Đồng khâu thạch thực sự đáng giận, nhưng có chúng ta ở đây, sau này các ngươi không cần e ngại bọn họ. Đinh mụ mụ nhìn bọn họ, không nhịn được cúi đầu cười. Thầm nghĩ đám thiếu niên này không biết là thế nào, dù đều có các tiểu tính tình, nhưng không có sự khinh cuồng của con em quý tộc. Người bình thường dù tán dương ái mộ, nhưng trong lòng vẫn khinh thường gái lầu xanh, càng không chủ động nói ra là bằng hữu của chúng ta. Như vậy, nhưng bọn họ nói rất tự nhiên, không chút do dự. Lần này Kim Lăng thi hội, mời danh sĩ đại ngụy, tài tử từ ngũ hồ tứ hải đều sẽ gặp nhau. Ai cũng có sở trường riêng, nhưng lần này lại là những thiếu niên từ học quán sóc kinh thắng. Du thuyền cập bến, Hoa Yến cùng đoàn người bước xuống, Hoa Du tiên cười nói: "Các tiểu thiếu gia xin theo nô gia đến." Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, với tuổi tác của Yến Hà Tiêu Giác bọn họ bây giờ không thể gọi là tiểu thiếu gia nữa, nhưng Hoa Du Tiên vẫn dùng cách xưng hô của năm đó, khiến họ yến hoảng hốt, như thể quay trở lại ngày hè năm ấy, họ cùng nhau đi thuyền đến Kim Lăng, lén vào hoa lâu để thưởng thức cảnh đẹp xuân ý bên trong. Nhập Vân lâu vẫn là Nhập Vân lâu đó, nhưng nhìn đã cũ đi nhiều. Bảng hiệu cửa ra vào được viết lại, nhưng không bằng lúc trước náo nhiệt. Lâm Song Hạc chỉ vào bảng hiệu, chữ này Năm ngoái có một trận mưa lớn. Hoa Du Tiên mỉm cười nói. Nghe nói bảng hiệu cửa ra vào bị thổi rơi, mộ mộ liền sai người viết lại. Nhưng Lô gia cũng cảm thấy không bằng lúc trước tốt. Lúc trước khí thế rộng rãi, bây giờ đoan chính quy củ, nhưng không phải là tòa nhà cũ ấy. Theo đoàn người bước vào, thấy Hoa Du Tiên dẫn một đoàn người tiến đến, các cô nương bên trong đều sững sờ. Một người lớn tuổi hơn tiến lên đón, hỏi: Du Tiên, đây là? Ngươi nhìn xem đây là ai? Hoa Du Tiên cười nói, cô nương kia nghi hoặc nhìn tới, Hoa Yến cũng nhìn lại, sừng sốt một chút, cô nương này lại là Thải Liên. Nàng cũng đã trưởng thành hơn so với năm đó, không còn dáng vẻ trước kia, mà lộ ra nét lạnh lùng. Thải Liên nhìn họ chăm chăm một hồi, giật mình nói. Họ là, các tiểu thiếu gia năm đó, đúng vậy. Lâm song hạc còn nhớ rõ Thải Liên, mở cây quạt, cười nhẹ nói. Thải Liên cô nương, đã nhiều năm như vậy, có thể thấy mọi người vẫn nhớ tới ngươi. Thải Liên cũng có chút kích động, nhập vân lâu ngày qua ngày, thời gian không có gì thay đổi. Chuyện năm đó khiến đồng khâu thạch ăn quả đắng, là chuyện kinh tâm động phách nhất mà bọn họ từng trải qua. Những tiểu thiếu ra từ sóc kinh đến, từng người xuất thân từ vọng tộc mà họ không dám nghĩ tới, cũng không như các thiếu gia bình thường khinh miệt xem thường các nàng, còn nói ra chuyện. Bằng hiếu, Thải Liên thường nghĩ, có lẽ đó chỉ là một giấc mộng, bây giờ thấy lại cố nhân, Thải Liên kích động không nói nên lời. Có khách nhân đến, ngươi đi gọi bếp làm một bàn rượu ngon đồ ăn. Hoa Du Tiên cười nói. Hôm nay không say không về. Thải Liên lên tiếng, bận rộn phân phó bếp. Các cô nương bên cạnh có chút hiếu kỳ nhìn họ. Lâm song hoặc nhìn quanh một lượt, không thấy đinh mụ mụ, liền hỏi. Đinh Mộ mụ đâu rồi? Đã là cố nhân, cũng nên chào hỏi nàng. Nghe vậy, ánh mắt Hoa Du Tiên hàm đảm, hồi lâu mới nói. Đinh mộ mộ đã không còn ở đây. Nguyên lai, like, sau hai năm hoa du tiên theo vương sinh đi Dương Châu, đinh mộ mụ bị phong hàn, nằm trên giường không dậy nổi, vốn nghĩ chỉ là trận bệnh nhẹ, nhưng ngày càng nặng, cuối cùng không qua khỏi. Đinh mộ mụ không có con cái, trong nhập vân lâu, người bà thương yêu nhất là hoa du tiên. Thải Liên viết thư cho hoa du tiên, nghe tin, hoa du tiên định chạy về thăm bệnh. Nhưng lúc đó nàng đã thành thân với vương sinh, dù vương gia là gia đình thương nghiệp, nhưng quy củ rất nghiêm, đừng nói nàng chạy ngàn dặm về Kim Lăng, ngay cả việc liên quan đến Nhập Vân lâu cũng không cho Hoa Du Tiên dính dáng đến. Hoa Du Tiên bị giữ lại ở Dương Châu, không thể ra ngoài một bước, không thể gặp Đinh Mụ Mụ lần cuối. Đinh Mụ Mụ thương tiếc rời đi, trước khi qua đời đã giao Nhập Vân lâu cho Thải Liên. Bây giờ, Thải Liên chính là Liên Mộ Mụ của Nhập Vân lâu, nghe vậy, đám người không khỏi cảm thán, người phụ nhân khôn khéo mạnh mẽ lại có tâm địa mềm mại ấy giờ đây không còn nữa. Chương 189, sung sướng khó diễn tả. Bên trong Nhập Vân lâu không còn thấy sự náo nhiệt của nhiều năm trước. Thải Liên cười và giải thích, sau khi đinh mụ mụ chết vì bệnh, nhiều cô nương trong Nhập Vân lâu đã rời đi. Một số người thì đi lấy chồng, một số thì về nhà. Thải Liên không tìm thêm cô nương mới, vì trong thành cũng có nhiều hoa lâu khác. Sau khi Hoa Du Tiên đi Dương Châu, việc kinh doanh của Nhập Vân lâu không còn tốt như trước các cô nương vừa đi, cửa trước gần như có thể giang lưới bắt chim. Cũng không có gì không tốt, bình thường mọi người cũng làm một số việc nhỏ nhặt, bán chút son phấn, kiếm chút ít tiền, cũng đủ sống. Thải Liên cười và nói. Chỉ là các tỉ muội không có nơi nào khác để đi, nhập vân lâu do mộ mộ dựng lên, cũng chính là nhà của các tỉ muội Người nên có lòng thỏa mãn, các nàng như bây giờ, cũng rất tốt. Hoa Du Tiên mời mọi người ngồi xuống tại Yến Thính, trước tiên phân phó người chuẩn bị thịt rượu, rồi hỏi yến hạ và bọn họ các tiểu thiếu gia bây giờ đang làm gì mấy năm trôi qua các thiếu niên đã trưởng thành thành thanh niên không còn vẻ ngây ngô nữa nhưng có thể thấy được từng người đều có kinh nghiệm phi thường tài hạ hiện giờ làm đại phu lâm song hạc nhẹ lay động quạt xếp nghiêm túc nói chỉ chữa bệnh cho nữ tử được người đời phong danh bạch y thánh thủ thật xấu hổ vô cùng hỏa yến kinh ngạc nhìn lâm song hạc mặc dù lâm song hạc ngày thường không che đậy miệng nhưng từ lúc gặp lại đến nay, đây là lần đầu tiên thấy hắn khoe khoang về mình. Có lẽ là do thời thiếu thời ngưỡng mộ người trước mặt, muốn thể hiện tốt một chút. Người này còn lợi hại hơn. Hắn cầm cây quạt chỉ vào Yến Hạ. Lãng tướng ở Quy Đức, Yến tướng quân. Thải Liên cực kỳ kinh ngạc. Các tiểu thiếu ra bây giờ thật là lợi hại. Yến Hạ không hiểu, có chút không tự nhiên, sờ đuôi ngựa, khẽ nói. Không bằng phong vân tướng quân lợi hại. Phong vân tướng quân. Hoa du tiên sướng sờ, theo ánh mắt yến hạ nhìn thấy tiêu giác bình tĩnh uống trà, tiểu thiếu ra, chính là bây giờ phong vân tướng quân sao lâm song hạc. chính là hoa du tiên và thái liên đồng thời hít một hơi lạnh năm đó các thiếu niên tự giới thiệu chỉ có người này và một thiếu niên mang mặt nạ chưa từng mở miệng lúc đó mọi người đều nghĩ rằng hoặc là hai người họ có thân phận quý giá không tiện tiết lộ hoặc là có thân phận bình thường không đáng để nhắc đến chỉ là hoa du tiên trong lòng cảm thấy với dung mạo và phong thái xuất sắc của thiếu niên áo bào trắng đó, thì thuộc loại thứ nhất. Bây giờ sau nhiều năm, không ai ngờ rằng, hắn chính là hữu quân đô đốc tiếng tăm lừng lẫy của đại ngụy. Người này còn xảo hơn. Lâm song hạc chỉ vào Dương Minh Chi, không biết với tâm tình gì mà đùa mở miệng. Hiện tại các ngươi kim lăng thành tuần phủ, chính là vị này Dương Đại Nhân. Dương Minh Chi giật giật môi, cuối cùng vẫn không nói gì. Hoa Dù Tiên và Thái Liên không biết bên trong có điều gì sâu xa, ngược lại rất vui mừng nói nhìn thấy dương thiếu gia và kim lăng thành thật hữu duyên thật là trùng hợp cũng không phải lâm song hạc hư một tiếng làm sao có thể trùng hợp như vậy hai vị công tử này trông có chút lạ mắt hoa du tiên nhìn về phía hỏa yến và sở chiêu nghi hoặc hỏi hai người bọn họ là lần đầu tiên đến kim lăng lâm song hạc giải thích người này họ sở các ngươi gọi hắn sở công tử là được người này là bạn tốt của tại hạ tuổi còn trẻ đã được bệ hạ phong võ an lang cũng là thuộc hạ của tiêu đô đốc tên là hòa yến sở công tử hòa công tử hòa du tiên cười hành lễ lần đầu tiên đến kim lăng nhất định phải nếm thử thịt rượu của nhập vân lâu nghe vậy lâm song hoặc hai mắt tỏa sáng du tiên cô nương chẳng lẽ đầu bếp của nhập vân lâu vẫn là người năm đó sao hoa du tiên cười gật đầu thịt rượu cũng do các tỉ muội trong lâu tự làm giống y như trước các tiểu thiếu gia nếu thích mọi người sẽ rất vui. Hỏa Yến vẫn nhớ rõ thịt rượu của Nhập Vân Lâu quả thật tuyệt vời, hoàn toàn khác biệt với các tiểu lâu ở Sóc Kinh, thanh đảm và tinh khiết, khiến người ta nhớ mãi không quên. Sau này nàng trở lại Sóc Kinh, hòa ra chưa từng bạc đãi ăn mặc, nhưng không thể nếm lại món ngon như năm đó ở Nhập Vân Lâu. Khi đang chào hỏi, không bao lâu, đã có người bưng thịt rượu lên bàn. Cũng chỉ là một số món ăn hàng ngày như vịt dầu bánh nướng, mai hoa cao, tiểu mì hoành thánh, đậu đỏ nguyên tiêu, mỡ heo sủi cảo. Ánh vàng rực rỡ, thơm phức, buổi chiều đến Kim Lăng xong, vẫn chưa ăn cơm, Hỏa Yến đã sớm đói bụng. Thấy mọi người chỉ lo nói chuyện, nhịn một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được, tự mình lặng lẽ cầm đũa, gắp một miếng cá sông khói tơ bạc mì, đưa lên miệng cắn một chút. Tơ bạc mì vừa mịn vừa mềm, cho vào miệng tan ngay, nóng hổi vừa vào bụng, liền làm con sâu thèm ăn trong dạ dày thức dậy. Hỏa Yến thấy không ai chú ý, lại gấp thêm một miếng thủy tinh bánh bao. Lâm xong Hạc đang cùng Hoa Du Tiên nói về những chuyện thú vị của những năm này, năm đó các thiếu niên cùng nhau đến hiền xương quán giờ đã đi đâu. Hỏa Yến vừa nghe, vừa không ngừng ăn, tay cầm một khối màn thầu nở hoa. Thức ăn tự nhiên là ngon, nhất là sau khi vừa qua nhuận đô trong thành, đến bánh nướng cũng không đủ no, thậm chí tảo phớ còn quý hơn ngự thiện. Hỏa Yến nhìn thấy bên kia bàn dài còn có một đĩa gạo nếp ngó sen, cũng có chút động lòng gạo nếp ngó sen của nhập vân lâu, thơm ngọt ngon miệng, cắn một cái như cắn vào cầu nhỏ nước chảy, phong cảnh trăng sáng giang nam. Năm đó nàng rất thích ăn món này, còn nhớ rõ lần đầu tiên tới nhập vân lâu, đã ăn sạch cả đĩa gạo nếp ngó sen. Vì thế, nàng muốn thừa dịp mọi người đang nói chuyện, lén gắp một miếng nếm thử, xem có còn vị như xưa không. Đáng tiếc là, đĩa gạo nếp ngó sen này thật không may, hoàn toàn đặt ở đầu kia của bàn dài, xa nhất từ chỗ nàng. Hỏa Yến cố gắng giơ đũa lên, định duỗi tay gấp, nhưng quá xa, nếu đứng lên gấp thì quá thất lễ. Thử mấy lần, cuối cùng đành phải từ bỏ. Nàng thở dài trong lòng, sau một khắc, đột nhiên thấy trong bát trước mặt mình xuất hiện một miếng gạo nếp ngó sen. Hỏa Yến sững sờ, chỉ thấy tiêu giác đặt đũa xuống, như thể chuyện này không phải hắn làm. Hắn không nhìn Hỏa Yến, nhưng đầu nghe lâm song hạc nói chuyện, như thể làm chuyện này chỉ là tiện tay, không để trong lòng hỏa yến hơi đỏ mặt chưa kịp nghĩ tiếp theo nên làm gì lại thấy trong chén trước mặt mình thêm một miếng gạo nếp ngó sen nàng sững sờ vô thức ngẩng đầu đối diện ánh mắt mỉm cười của sở chiêu trên bàn tiếng nói chuyện không biết từ lúc nào đã ngừng trong chén hỏa yến đột ngột có hai miếng gạo nếp ngó sen và mọi người trên bàn đều nhìn chằm chằm nàng với ánh mắt khó hiểu hỏa yến mắt tối sầm đây là gì nàng chỉ muốn lặng lẽ gắp miếng điểm tâm ăn sao lại trở thành trung tâm chú ý của mọi người một bên là nụ cười ấm áp của sở chiêu như trước đây một bên là ánh mắt bình tĩnh của tiêu giác khiến người ta như ngồi trên đống lửa yến hạ nhíu mày nhìn nàng một lúc dùng đũa gõ vào bát mở miệng hỏi ta muốn hỏi võ an lang ngươi là hoàng thân quốc thích sao hỏa yến không phải tất nhiên không phải yến hạ không thể tưởng tượng nổi hỏi vì sao hai người bọn họ hắn cầm đũa chỉ vào tiêu giác rồi chỉ vào sở chiêu lại làm ra hành vi tranh thủ tình cảm như vậy, tranh thủ tình cảm. vừa nói ra, hỏa yến liền sợ hãi, nàng chưa kịp nghĩ cách trả lời, lâm song hạc đã cười, duỗi đũa lấy miếng gạo nếp ngó sen, sở chiêu gắp cho hỏa yến, cười nói: ai, ta thích ăn nhất là gạo nếp ngó sen, vẫn là sở tứ công tử hiểu ta, thật tốt. hắn cắn một miếng, rất ngọt, cảm ơn sở tứ công tử. sở chiêu thấy vậy, nao nao, ngay sau đó cười lắc đầu, không nói gì lúc này Hòa yến mới thở phào nhẹ nhõm lâm song hạc tên yêu quái này may mà giúp nàng qua chuyện này nếu không tiêu giác không biết sẽ nghĩ thế nào về nàng nhưng sở chiêu đang yên đang lành tại sao lại đột nhiên gắp thức ăn cho nàng cử chỉ này nếu rơi vào mắt người ngoài khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kỳ quái nhưng hoa du tiên như nhìn ra chút gì cười nhẹ nhàng phủi tay một cô nương trải đỏ mã búi tóc liền mang theo một vò nhỏ rượu tiến lên các tiểu thiếu ra lâu rồi không uống bích phương rượu của nhập vân lâu a Nàng đặt vò rượu lên bàn. Vò bích phương rượu này, năm nay chỉ còn lại một vò cuối cùng. Tùy thị cô nương mang đến vài chiếc chén lưu ly, bích phương rượu vừa vào chén nhỏ, xanh biếc long lanh, hương thơm ngào ngạt. Hỏa Yến còn nhớ rõ bích phương rượu của nhập vân lâu ngọt ngào, mát lạnh, uống vào hơi say nhưng không say mềm. Lập tức mười phần mong đợi, khi cô nương định rót rượu vào ly trước mặt Hỏa Yến, tiêu giác liếc nàng một chút, đột nhiên nói. Cho nàng một bát sữa trâu. Hỏa yến, cô nương rót rượu cũng sướng sờ, không biết làm sao nhìn về phía tiêu giác. Hỏa yến không hiểu, hỏi. Đồ đốc, sao ta lại phải uống sữa trâu? Người này rất bình tĩnh, nói. Sữa trâu giúp cao lớn. Yến hạ nhìn kỹ Hỏa yến, ngật đầu đáp. Xác thực, tiểu tử này thấp thật. Hoa du tiên cười. Tiếu thiếu gia, nhập vân lâu không có sữa trâu. Bích phương rượu hơi mạnh, sợ tiểu công tử này uống không được, đinh dương, ngươi đi lấy tường vi lộ đến. không bao lâu, có cô nương mang tường vi lộ đến. tường vi lộ vừa vào chén nhỏ, màu đỏ nhạt hoàn toàn khác biệt với bích phương rượu. hỏa yến bưng lên nhấp một miếng, không khỏi sướng sờ. rượu này giống hệt rượu ngọt nàng từng nếm ở nhập vân lâu năm đó. yến hạ cũng lấy một chiếc, chỉ uống một ngụm liền cau mày nói: cái này là gì? ngọt như nước hoa quả. đây là tường vi lộ thường này là để các cô nương uống. Yến Hạ không phát sắc gì, chế diễu hỏa Yến nói. Võ An Lang, có nghe không, đây là cho các cô nương uống. Ngươi còn là đàn ông không? Người nói vô ý, người nghe hữu tâm, hỏa Yến thực sự không biết nói gì. Đang nghĩ cách trả lời không thất lễ, lâm song hạc giải vây cho nàng, lắc lắc vây quạt, không nhanh không chậm nói. Yến Nam Quang, ngươi không bao lâu liền đến nhập vân lâu, bây giờ lại tới nhập vân lâu, việc này phu nhân ngươi có biết không sắc mặt yến hạ đại biến thừa tú cô nương trọng lễ nghi nhất hạ đại nhân cũng giữ mình trong sạch người hạ gia chỉ sợ không ai từng qua hoa lâu hết lần này tới lần khác ngươi lại phá lệ không biết thừa tú cô nương biết việc này sẽ nghĩ thế nào về ngươi 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 đừng nói bậy yến hạ lắp bắp phản bác nhưng phản bác này mất hết khí thế nghe lời này hòa yến ngạc nhiên nói thừa tú cô nương là phu nhân của yến tướng quân sao Quốc tử giám tế tử hạ đại nhân trưởng nữ hạ thừa tú cô nương, như nhánh lá non, uyển uyển hữu lễ. Trong thành sóc kinh bao nhiêu người muốn xính giai nhân cho thiếu gia nhà mình, nhưng bị Yến Nam Quang nhanh chân đến trước. Lâm song hạ cười trêu chọc. Đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Yến tướng quân nghe nói trong phủ rất nghe lời phu nhân. Phu nhân bảo đông tuyệt không hướng Tây, phu nhân không cho uống rượu, cùng bạn đồng sự xã giao chỉ uống trà. Thật là hiền lương phu điển hình. Mặt Yến hạ đỏ bừng. Lâm Song Hạc, ngươi, đừng nói bậy ở đây. À, chẳng lẽ không phải vậy sao? Khi Tài Hạ trở lại Sóc Kinh, nhất định phải hỏi bà chị một chút. Hắn nói, Yến Hạ không dám nói thêm gì nữa, sợ Lâm Song Hạc thực sự tìm Hạ Thừa Tú đối chất, chẳng phải sẽ bị đánh mặt ngay lập tức. Ánh mắt hắn lướt qua mọi người trên bàn, quyết định mở ra lối riêng, dương đuôi ngựa, đem ly rượu trước mặt đập mạnh lên bàn, lớn tiếng nói. Nghe lời phu nhân có gì sai? đại trường phu có được gián được. Còn nữa, bản tướng quân ít nhất còn có phu nhân, các người có sao? Có sao? Chư vị ngồi đây, xin hỏi vị nào hiện tại có phu nhân? Hỏa Yến, lời này thật không có cách nào tiếp. Yến Hạ uống cạn ly rượu trước mặt, không biết có phải bích phương rượu đặc biệt say lòng người. Hắn đã có men say, đầu tiên hỏi lâm song hạc. Ngươi ngày ngày cùng nữ tử lăn lộn ở một nơi, toàn thiên hạ nữ nhân đều là muội muội của ngươi, xin hỏi ngươi có phu nhân sao? Lâm song hạc. Không có. Hắn như đánh thắng trận, hài lòng hỏi Dương Minh Chi. Ngươi tính tình ôn hòa, tài trí hơn người, đều nói tài tử không thiếu giai nhân, ngươi có phu nhân sao? Dương Minh Chi. Không có. Yến Hạ càng ngày càng phấn khởi, nhìn về phía sở chiêu. Ngươi có. Hắn đột nhiên dừng lại, lẩm bẩm. Ngươi phu nhân đã dự định, thôi, người tiếp theo. Hắn lại hỏi Hòa Yến. Tên nhỏ con, ngươi có phu nhân sao? Hỏa Yến, nàng thực sự không có. Yến Hạ lại nhìn tiêu giác, rất hài lòng. Ngươi là hiền xương quán đệ nhất, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người phát triển, văn võ không ai địch nổi. Những năm đó cửa hiền xương quán bị các cô nương đạp phá, nhưng... Xin hỏi ngươi có phu nhân không? Tiêu giác bình tĩnh nhìn hắn. Nhìn ngươi là biết không có. Yến Hạ lấy lực lượng một người quét ngang toàn bộ bàn rượu, cho rằng mình có phu nhân là cực kỳ vinh quang, càng ngày càng cao hứng, vỗ bàn một cái, đứng dậy nói lớn. Nhìn vậy, các ngươi đều không được tốt. Các ngươi biết có phu nhân là điều lợi hại thế nào không? Các ngươi đêm dài về nhà không từng có người chờ dưới đèn sao? Đau đầu nhức óc có từng uống canh nóng phu nhân nấu không? Chưa kể phu nhân tự tay may quần áo dày, ôi! Hắn khinh miệt quét mắt đám người, phảng phất như thiên tử bể nghĩa thiên hạ. Đừng nói có phu nhân, các ngươi sống đến bây giờ, chỉ sợ còn chưa nắm tay cô nương, cái hôn đầu tiên vẫn còn giữ. Càng nói càng không tưởng nổi hòa yến lấy tay che mặt không đành lòng nhìn nữa dương minh chi cũng không nhịn được kéo áo choàng yến hạ nam quang huynh qua cô nương rót rượu đánh đàn thấy vậy cũng không nhịn được cười chỉ cảm thấy người trẻ tuổi ngạo mạn tự đại này giờ phút này cũng có vẻ lỗ mãng đáng yêu thải liên cười nói yến tiểu thiếu ra lời này không đúng chúng ta đây là nhậm vân lâu nếu nói cô nương cái gì cũng không thiếu các vị tiểu thiếu ra xuất sắc thế này nếu muốn chọn trong tỉ muội trong lâu Mọi người đều cam tâm tình nguyện. Hỏa Yến kinh ngạc suýt rơi chén, đây là gì? Bây giờ bắt đầu tự tiến cử cái chiếu? Không thể, tuyệt đối không thể, dù là Nhập Vân lâu, nàng vẫn xem Nhập Vân lâu như tiểu quán nghiêm chỉnh. Nàng vừa nghĩ đến đây, thấy hai cô nương xinh đẹp bên cạnh Thái Liên đã hướng về phía tiêu giác, thật đúng là mắt tinh, vẫy một cái liền chọn ngay người xuất sắc nhất. Hỏa Yến hành động nhanh hơn suy nghĩ, vô ý thức hô: "Không được!" hai cô nương đang muốn mời rượu dừng lại mọi người trên bàn đều nhìn nàng đối diện ánh mắt suy tư của tiêu giác hỏa yến chấn định nói chúng ta một đoàn người tới uống rượu không nói tình nghe vậy hoa du tiên càng cười vui vẻ nàng tự châm một chén bích phương rượu làm bộ kính hỏa yến tiểu công tử thật đáng yêu nô ra kính ngươi một chén hỏa yến cảm thấy mình như lạc vào động yêu tinh thư sinh chất phác giờ khác này thực sự là yếu nhóc đáng thương và bất lực uống xong một ly tường vi lộ, Thải Liên cười nói. Các tiểu thiếu ra còn nhớ kỹ, nhiều năm trước ở đây, mọi người cùng nhau ca hát khiêu vũ. Nàng nhìn Yến Hạ. Yến tiểu thiếu ra lúc đó còn múa đao trên bàn. Yến Hạ sững sờ. Sao ta không nhớ? Hắn không nói lời này còn tốt, vừa nói, Hòa Yến cũng nhớ lại. Lúc đó thay hoa du tiên đuổi đi đồng khâu thạch, dọa lùi lưu thụy, mọi người tại nhập vân lâu uống rượu chúc mừng. Các cô nương trong nhập vân lâu đánh đàn khiêu vũ, vô cùng náo nhiệt. Đinh mụ mụ mang ra bích phương rượu tốt nhất chiêu đãi, Yến Hạ uống nhiều nhất, say nhanh nhất. Khi say, rút ra trường đao, chém bình hoa hoa sen thành hai khúc. Mọi người giật mình, chưa kịp ngăn cản hắn, thấy thiếu niên mặc áo tiên diễm trói mắt một chân đạp lên bàn, bắt đầu múa đao. Vừa múa vừa ngâm, thiên đông như mộc, dưới đưa hàm trúc long, ta đem chảm chân rồng, nhai thịt rồng, làm cho sớm mai không thể hồi, đêm không thể phục đám bạn ba chân bốn cẳng kéo hắn xuống bàn, lâm song hạc một bên bịt miệng hắn, một bên cười làm lành với các cô nương bên cạnh. Gia hỏa này uống say, hồ ngôn loạn ngữ, không thể coi là thật, các tỷ tỷ quên đi, đừng để trong lòng. Một bên quay đầu mắng yến hạ. Cái gì đồ long, nói bậy đại nghịch bất đạo, cha ngươi nếu biết, ngày mai sẽ mang ngươi về cắt chân. Đáng tiếc khi đó Yến Hạ đã say đến không biết trời trăng gì nữa. Khi đó tất cả mọi người đều uống say lâm song hạc nhớ lại cảm thán bích phương rượu mạnh nghĩ lại trừ hoài cần hòa như phi là tiểu tử có tử lượng tốt nhất tỉnh táo nhất hòa như phi yến hạ nghe đến hòa như phi liền mất sức khẽ nói ta nghĩ hắn vụng trộm đổ rượu ngươi nói hắn tử lượng tốt ta không tin nhất định động tay chân gì hòa yến tròn mắt nhìn ly rượu đỏ thấm trước mặt thầm nghĩ lần đó nàng thực sự không uống say thậm chí khi mọi người bất tỉnh nàng vẫn tỉnh táo về phòng mình còn nguyên quần áo trên giường. Bởi vì, mọi người uống bích phương rượu, chỉ có nàng uống tường vi lộ giống hôm nay. Tường vi lộ giống như Yến Hạ nói, ngọt ngào như nước hoa quả, dù có rượu, nhưng rượu tính không bằng bích phương rượu. Hơn nữa ngày đó nàng rất cẩn thận, nên uống rất ít, khi mọi người nằm vật xuống, nàng vẫn đứng vững. Chỉ là, vì sao năm đó chỉ mình nàng uống tường vi lộ, hỏa yến nghĩ mãi không ra, có cô nương đánh tỉ bà, âm thanh nhẹ nhàng, nghe được khiến người vui mừng. Thủa thiếu thời luôn thích nhìn bi kịch trên sân khấu, nghe ca khúc sầu bi, luôn cảm thấy hỉ nhạc thế tục không bằng sự buồn đau khắc cốt. Khi trưởng thành, mọi thứ cố đạt tới sự viên mãn, nhưng biết rằng viên mãn khó khăn. Điều mong cầu, chỉ là hiện tại mà thôi. Thải Liên che miệng cười nói. Không chỉ có vậy, lúc đó các tiểu thiếu gia còn lưu lại các nơi mặc bảo trong nhập vân lâu, chỉ là sau thời gian dài, những mặc bảo đó đều thất lạc nếu không hôm nay có thể lấy ra xem, cũng là chuyện vui. Mặc bảo có gì đặc biệt? Yến Hạ xem thường. Viết lại một bộ là được, chúng ta có Dương Đại Tài Tử ở đây, có gì không viết ra được, đúng không? Dương Minh Chi sướng sờ, không nói gì. Hoa Du Tiên dường như bị lời hắn xúc động, nói. Chờ một lát. Rồi đứng dậy rời tiệc, mọi người không hiểu nàng muốn làm gì. Một lát sau, nàng ôm một cuốn giải đến bên mọi người. Du Tiên cô nương, đây là gì? Lâm Song hạc hỏi, Hoa Du Tiên nhìn cuốn trục trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve vài lần, ánh mắt đầy quyến luyến và hồi ức. Nàng ôn nhu nói: "Không biết các tiểu thiếu gia còn nhớ, năm đó ở Nhập Vân lâu tương khánh, Vương công tử cũng ở đây." Mọi người trầm mặc. "Vương công tử, người này, năm đó là nguyên nhân gây ra tất cả, cũng là kết thúc tất cả. Từ khi gặp lại, mọi người cố tránh người này, chỉ sợ Hoa Du Tiên đau lòng." Mặc dù không biết lý do chính xác, nhưng một cô nương nguyện ý hy sinh vì người yêu, quyết liệt ly hôn, tất nhiên là gặp nhiều chuyện đau lòng. Chư vị tiểu thiếu ra uống rượu bàn cao kiến, vương công tử từng ở bên vẽ tranh, khắc họa toàn bộ các tiểu thiếu gia. Nàng vừa nói, vừa để cô nương bên cạnh giúp mở cuộn trục. Sau này nô gia và vương công tử ly hôn, rời phủ, không mang hành lý gì, chỉ có cái này. Vừa nói xong, trường quyền trong tay chậm chậm mở ra, lọt vào mắt mọi người. Vương sinh người này không cần đánh giá, tài hoa thật sự không giả. Bút pháp vô cùng tốt, bắt được đặc điểm của mọi người, sinh động như thật, thấy trên trường quyền, đèn đuốc sao trù, hồ cầm xanh ca không dứt. Các cô nương mặt mày rào lệ, váy áo như lật lên hạm đảm, ngồi ngã lệch lấy bầu rượu chén chén nhỏ. Thiếu niên thắt cao đôi ngựa đạp trên bàn, mặt mày hăng hái, đang múa đao, dưới bàn có thiếu niên, một tay cầm quạt xếp, một tay vội kéo hắn. Dương Minh Chi lúc đó không ổn trọng như bây giờ, thần sắc ôn hòa như trước, bị một biên tỷ tỷ kéo mời rượu, vội vàng khoát tay từ chối. Hỏa Yến còn thấy bản thân, nữ hài tử đeo mặt nạ ngồi ở nơi hẻo lánh, trong một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, như bị người quên lãng, nàng hơi nghiêng đầu, như đang theo đuổi cái gì, ánh mắt chiếu tới, là thiếu niên áo bảo trắng ngồi giữa, thờ ơ cúi đầu uống. chương 190, Bí mật Còn có thể cười, mượn đêm nay để say một lần, vì cố nhân đến. Yến hạ cầm vào rượu, Mặt đỏ bừng, nói năng lờ mờ không rõ. Hoa Du Tiên cười nói, "Yến Tướng quân đã say rồi. Một vò nhỏ rượu Bích Phương đã cạn, tiếng đàn vẫn chưa dứt, mọi người đã ngả nghiêng say khướt." Yến Hạ và Lâm Song Hạc say mềm, Lâm Song Hạc giơ cây quạt nói cùng Yến Hạ. "Phu nhân có gì đặc biệt? Có phu nhân, làm sao hiểu được sự tự do đáng ngưỡng mộ?" "Ngươi biết cái gì?" Yến Hạ say khướt mắng, "Ngươi chỉ là ăn không được nho nói nho chua." Dương Minh Chi tử lượng kém, uống chút ít đã choáng váng, nhưng không nổi điên, chỉ ngồi im lặng, ánh mắt lơ đãng, không biết đang nghĩ gì. Tử lượng của Hòa Yến còn kém hơn cả Dương Minh Chi, dù tường vi lộ có nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng cũng là rượu. Uống vài chén, nàng đã cảm thấy buồn ngủ, đầu nặng chân nhẹ, rồi gục xuống bàn ngủ say. Trong nhóm người ấy, chỉ có sở chiêu và tiêu giác còn tỉnh táo. Trên lầu có phòng trống. Thải Liên nói không bằng đưa họ lên lầu nghỉ ngơi, nô gia sẽ bảo các cô nương nấu chút canh giải rượu, khi tỉnh lại có thể uống ngay. Tiêu Giác gật đầu, không cần nói gì thêm, với bộ dạng của Yến Hạ và Lâm Song Hạc thế này, nếu ra đường có khi sẽ xảy ra chuyện lớn. Thải Liên liền cho người đưa Lâm Song Hạc và Yến Hạ lên lầu. Dương Minh Chi loạn chọn đứng lên, cố giữ tỉnh táo, mỉm cười nói: "Ta thì không cần, xe ngựa của ta còn ở ngoài cửa, ta đi về nghỉ." Nói xong, không đợi trả lời, liền ra ngoài. Hoa dù Tiên có chút lo lắng. Chuyện này, tiêu giác, theo hắn đi. Sau khi Dương Minh Chi đi, sở chiêu liền nhìn về phía Hỏa Yến, định mở miệng, nhưng thấy tiêu giác đi đến trước mặt Hỏa Yến, vỗ nhẹ vào lưng nàng, gọi. Hỏa Yến. Hỏa Yến ngủ say mơ màng, vô ý thức gạt tay tiêu giác, tiếp tục ngủ. Tiêu giác ngừng lại một chút, rồi cúi người bế Hỏa Yến lên. Cô nương đang gảy đàn bên cạnh giật mình, ngón tay lỡ nhịp, tiếng đàn vang lên một âm kỳ quái. Hoa Du Tiên lại cúi đầu cười, nói với tiêu giác. Tiếu thiếu ra mời theo nô ra đến. Thấy tiêu giác mang hỏa yến đi, thái liên nhìn về phía sở chiêu. Sở công tử. Người trẻ tuổi ấy liền ôn tồn lễ phép cười với nàng. Phiền cô. Phòng trên lầu ở một nơi hẻo lánh, cách xa phòng của lâm song hạc, cuối hành lang là một lầu cát, nhìn qua tựa như tiên cảnh. Hoa Du Tiên đứng ở cửa, cười nói. Phòng này chưa có ai ở, mấy ngày đều được quét dọn, tiếu thiếu ra xin cứ tự nhiên. Tiêu giác nói, đa tả, rồi ôm hỏa yến vào trong phòng, hoa dù tiên lui ra ngoài, tiêu giác vóc dáng cao lớn, hỏa yến lại gầy yếu, ôm rất nhẹ nhàng, không giống như ôm cô nương, mà như ôm con mèo nhỏ. Trong phòng này giường rất thấp, vì không có người ở thường xuyên, có chút vắng vẻ. Tiêu giác cúi người, đặt hỏa yến lên giường, rồi nửa quỳ xuống, dựa vào đầu giường, đắp chăn kín cho nàng ánh trăng mờ ảo như yên cảnh, gió mát mùa hè nhẹ nhàng bay vào từ cửa sổ, tựa như mang theo cả ý vị của rượu. Chàng thanh niên cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ trên giường, bên tai tựa hồ vang lên lời của Yến Hạ lúc nãy. Sống đến giờ, chắc các người còn chưa từng nắm tay cô nương nào, cái hôn đầu vẫn còn giữ. Hắn rủ lông mi, ánh mắt dừng trên người trên giường, thấp giọng tự nói. Không hẳn vậy. Trong trận tùy chiến ở Tế Dương, Hòa Yến từng suýt chết đuối, khi đó hắn cứu người, cũng đã cùng nàng hô hấp. Đó có lẽ là cái hôn đầu tiên của hắn, nếu có thể gọi đó là hôn, nhưng người này dường như không biết, điều này khiến chàng trai có chút không vui, hắn bấm ngón tay, dường như muốn gõ nàng để trừng trị, nhưng lại dừng lại khi sắp chạm vào chán hỏa yến. Ngay sau đó, gõ biến thành vuốt ve nhẹ nhàng, tiêu giác giúp nàng đẩy những lọn tóc lòa xòa trên mặt da sau tai. Nhớ lại những lời lâm song hạc đã nói với hắn trước đây. Hoài cần à, nếu ngươi thích hòa muội muội cứ thử tranh thủ dù nàng có thích sở tử lan nhưng ngươi biết mà nàng và sở tử lan không thể thành đôi sở tử lan cũng không phải là lương duyên tốt ngươi có dung mạo và ra thế thế này chẳng lẽ còn sợ so với sở tử lan ta không biết hòa muội muội trước đây trải qua những gì nhưng nếu ngươi đối xử tốt với nàng một chút đừng tỏ ra lạnh lùng nàng sẽ thích ngươi chuyện này dễ dàng thôi ngươi có biết không trong lòng hòa muội muội nàng chưa bao giờ nghĩ mình đáng được yêu thương. Chàng trai trẻ nhìn chằm chằm cô gái trên giường, ánh mắt dần dần sâu lắng, điều này dù lâm song hạc không nói, hắn cũng cảm nhận được. Nhưng điều này rất vô lý, theo tin tức từ loan ảnh, hòa tuy rất sủng ái nữ nhi này, không đến mức làm nàng tự coi nhẹ mình. Trên diễn võ trường, dây ánh đao kiếm rực rỡ, so với cuộc sống thường nhật, với những đạo lý đối nhân xử thế nhỏ nhặt, tạo thành sự tương phản rõ rệt. Đây là một người mâu thuẫn và chính điểm mâu thuẫn ấy khiến nàng trở nên đặc biệt thu hút. Tiêu giác nhìn nàng, vươn tay, dường như muốn chạm vào gò má nàng, nhưng khi ngón tay sắp chạm đến, hắn bỗng thức tỉnh, rút tay về ngay lập tức, rồi đứng dậy. Dừng lại một chút, hắn cài chặt cửa sổ, đóng kỹ cửa, rồi ra ngoài. Bên ngoài gió mát trăng thanh, lầu các trong lương đình, phong cảnh vẫn như xưa. Chàng trai trẻ chậm rãi tiến tới, thần sắc bình thản. Hắn mặc áo đen cầm bào, Vạt áo theo hình kim mãng hoa lệ mà nguy hiểm. Từ xa đến gần, hắn tỏa ra bóng dáng sáng chói trong màn đêm. Trên ghế dài ở đỉnh nghỉ mát, đã có người đến trước, tựa vào lan can khắc hoa uống rượu. Tiêu Giác tiến tới, người kia đứng dậy, cúi đầu chào. "Tiểu thiếu gia, đó là hoa du tiên. Các tiểu thiếu gia đều đã được đưa về phòng nghỉ ngơi." Hoa Du Tiên cười tươi. "Tiểu thiếu gia yên tâm, các cô nương không dám vào phòng, chỉ có các gã sai vặt hầu hạ." những thiếu gia này không phải phú quý đến nhập phân lâu cũng không phải để tìm thú vui trong lòng hoa du tiên chưa từng xem họ như ân khách chỉ coi như bằng hữu đến chơi tạm thời nghỉ chân thôi tiêu giác không nói gì hoa du tiên hai tay vịn lan can lương đình nhìn ra xa tinh tú giữa trời ánh bạc sáng lấp lánh nàng nói thật không ngờ nhiều năm như vậy còn có thể gặp lại các tiểu thiếu gia hôm nay nô gia rất vui nếu như Đinh Mộ Mộ còn sống, nàng cũng sẽ vui như vậy. Ngươi vì sao ly hôn? Tiêu giác hỏi, hoa du tiên sững sờ. Chàng thanh niên không nhìn nàng, chỉ nhìn về phía đình nghỉ mát, trên đường phố đèn đuốc lấp lánh, thờ ơ hỏi. Một lát sau, hoa du tiên cười lên. Vì sao nữa chứ? Tự nhiên vì không đạt được điều mình mong muốn. Nàng thở dài. Các tiểu thiếu gia, nô gia năm đó cũng giống các ngươi, nghĩ rằng chỉ cần đuổi đi ác nhân, sẽ có đoàn viên mỹ mãn. Thật không biết, trong nhân gian có đủ loại khó khăn hiểm trở, ác nhân cản trở, chỉ là một trong những điều đơn giản nhất thôi. Năm đó, nhóm người thay Hoa Du Tiên đuổi Đồng Khâu Thạch, lấy lại thân khế, sau đó Hoa Du Tiên liền theo Vương Sinh đi Dương Châu. Đinh Mụ Mụ cùng Nhập Vân Lâu bọn tìm muội tuy không muốn, nhưng cũng hy vọng Hoa Du Tiên và Vương Sinh có thể bên nhau hạnh phúc một đời. Hoa Du Tiên và Vương Sinh cũng đã có một thời gian ân ái hạnh phúc, đó là trước khi đến Dương Châu. Sau khi đến Dương Châu, đủ loại khó khăn và thử thách bắt đầu ập đến. Vương gia tuy là thương nhân, nhưng cũng là phú hộ nổi tiếng ở Dương Châu. Nghe tin con trai mang về một nữ nhân không danh không phận, đã không thích, đến khi biết nữ nhân này xuất thân từ hoa lâu, càng kịch liệt phản đối. Hoa dù tiên lúc này mới biết, vương sinh từ đầu đến cuối, chưa từng nói sự tình của họ cho vương phu nhân và vương lão gia. Nếu con trai họ cưới một nữ tử từ hoa lâu, e rằng sẽ trở thành trò cười ở Dương Châu. Hoa Du Tiên tự biết thân phận thấp hèn, không muốn Vương Sinh khó xử, thấy đối phương thái độ kiên quyết, vừa khó xử vừa thương tâm, liền đề nghị Vương Sinh chia tay. Vương Sinh không đồng ý, khó khăn mới giành được hạnh phúc, sao có thể để mất vì cha mẹ mình. Vương Sinh trong cơn giận dữ, tuyệt thực kháng nghị, báo với cha mẹ rằng, nếu không thể cưới Hoa Du Tiên, hắn sẽ rời nhà, không quay lại Dương Châu. Không có cha mẹ nào không thương con, Vương phu nhân đau lòng con trai, cuối cùng cũng nhượng bộ đồng ý cho Hoa Du Tiên vào nhà, nhưng không thể công khai thân phận của Hoa Du Tiên, chỉ nói là bà con xa đến nương tựa. Hàng xóm ở Dương Châu không biết sự thật, chỉ coi là đúng. Hoa Du Tiên liền vào Vương gia như vậy, tưởng rằng Khổ tận cam lai, sau này sẽ không còn đau khổ, nhưng không ngờ đây chỉ là khởi đầu. Vương phu nhân có thành kiến với Hoa Du Tiên, từ lúc nàng vào nhà liền tìm cách gây khó dễ, mỗi ngày sớm chiều phải đứng quy củ, không thể ra khỏi cửa mọi việc lớn nhỏ đều phải vất vả làm hễ có sai sót liền mỉa mai cũng không trách ngươi được dù sao điều này cũng không sao vương phu nhân mắng mỏ hoa du tiên xong vương sinh liền trấn an thê tử thay mẹ xin lỗi hoa du tiên hoa du tiên cũng muốn lâu ngày mới rõ lòng người có lẽ thời gian trôi qua vương phu nhân sẽ hiểu ra và xóa bỏ hiểu lầm dù cả hai đều biết đây chỉ là tự lừa dối mình hoa du tiên ban đầu ở nhập vân lâu nổi tiếng nhờ nhan sắc và phong tình đến Dương Châu dù không ra khỏi cửa nhưng khi Vương gia thiết yến nàng vẫn phải ra tiếp đãi khách ai nhìn thấy nàng đều kinh ngạc trước nhan sắc từ đó trong thành Dương Châu lan truyền rằng Thương gia Vương gia cưới được một cô dâu tuyệt sắc huynh quốc huynh thành lời đồn càng lan xa thậm chí có những công tử vô học trong thành Dương Châu lén trèo tường vào phủ chỉ để nhìn thấy Vương đại nãi nãi xinh đẹp tuyệt trần Vương phu nhân càng tức giận hơn Thường xuyên trách mắng hoa du tiên không tuân thủ phụ đạo, chiêu hoa dẫn bướm. Hoa du tiên cũng ngoan ức, nàng không lợi dụng nhan sắc để làm gì, sống vì nhan sắc là tội lỗi và hoang đường, sao có thể đổ hết tội lên đầu nàng. Cùng lúc đó, thái độ của Vương Sinh đối với hoa du tiên cũng thay đổi. Năm tháng trôi qua, tình yêu đối với hoa du tiên dần bị những việc vặt trong phủ làm phiền muộn thay thế. Vương Sinh trong một lần nghe vương phu nhân than phiền, nảy ra ý nghĩ nếu lúc trước không cưới hoa du tiên thì tốt. Hắn kinh hãi bởi ý nghĩ này, cố không cho phép mình nghĩ tiếp. Đáng tiếc là đã có một lần thì sẽ có lần thứ hai, ý nghĩ này càng ngày càng thường xuyên xuất hiện, đến cuối cùng, cảm giác ấy nấy cũng mất đi. Cộng cò cuối cùng đè chết lạc đà đã đến. Một ngày, vương phu nhân có một người cháu đến từ phương xa đến Dương Châu làm khách, tạm thời ở tại vương gia. Người này vốn chơi bời lêu lồng, bất học vô thuật, vừa thấy hoa du tiên liền kinh ngạc như gặp tiên nữ, lại nghe từ miệng vương phu nhân rằng Hoa Du Tiên từng là nữ tử Hoa Lâu Hoàn Lương, liền nảy sinh ý đồ xấu. Hoa Du Tiên tại vương gia vốn không có địa vị cao, người cháu muốn nhân cơ hội chiếm đoạt nàng, cùng Hoa Du Tiên làm chuyện xấu. Đáng tiếc, Hoa Du Tiên không phải là người cam chịu đọa lạc, nàng nghiêm khắc ngăn chặn hành vi của người cháu. Người cháu trong lòng không cam chịu, liền trước mặt vương phu nhân nói rằng Hoa Du Tiên quyến rũ mình. Vương phu nhân giận dữ, Hạ lệnh nhốt hoa du tiên vào kho củi để trường trị hoa du tiên lúc đó vẫn còn một tia hy vọng chỉ cần vương sinh tin tưởng nàng có lẽ nàng sẽ kiên trì thêm chút nữa đáng tiếc là trên đời này sự tín nhiệm vô điều kiện là rất hiếm vương sinh không chỉ không đứng về phía nàng còn bị lời nói của vương phu nhân làm dao động vương phu nhân nói nàng vốn là nữ tử hoa lâu ngàn người gối vạn người cưỡi làm sao có thể an tâm sống cùng ngươi chỉ cần có cơ hội nàng sẽ quyến rũ nam nhân. Con ta, chẳng lẽ ngươi muốn bị cắm sừng còn đắc ý? Muốn để vương gia chúng ta trở thành trò cười ở Dương Châu? Bỏ nàng đi. Vương sinh viết hưu thư, hoa du tiên nhìn người mình từng yêu, lạnh lùng nói. Nếu ngươi muốn bỏ vợ, ta sẽ nói cho toàn bộ người Dương Châu biết, ta đến từ Nhập Vân Lâu ở Kim Lăng Thành, vương gia các ngươi cưới một nữ tử hoa lâu làm cô dâu. Ngươi, vương sinh giận dữ. Chẳng lẽ muốn dây dưa với ta sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, vương công tử. Hoa Du Tiên nhàn nhạt cười, nhưng trong mắt không còn tình ý như trước. Ta muốn nói ly hôn. Vương gia rất coi trọng mặt mũi, lại ước gì bỏ được? Vết bẩn. Như Hoa Du Tiên, việc ly hôn diễn ra rất thuận lợi. Nhưng Vương Sinh khi cầm ly hôn thư, ngày Hoa Du Tiên rời phủ nhớ lại quá khứ, chắc chắn sinh lòng không muốn, cố gắng giữ lại. Hoa Du Tiên nhìn hắn. Vương công tử, năm đó Du Tiên gả cho ngươi hy vọng ngươi có thể thỏa mãn tâm nguyện nhỏ nhoi của Du Tiên, cùng Du Tiên đi khắp xanh sơn đại xuyên. Từ lúc gà cho ngươi, Du Tiên chưa từng bước ra khỏi vương gia. Bây giờ ân oán đã xong, vương công tử không phải là người tốt của Du Tiên, chỉ lần này từ biệt, núi cao sông dài, mong vĩnh viễn không gặp lại. Nàng ra đi một cách bình thản, năm đó khi rời khỏi nhập vân lâu, Đinh Mụ Mụ từng nói với nàng. Du Tiên, ngươi có thấy thiêu thân lao đầu vào lửa, có kết cục tốt đẹp gì? khi đó nàng còn trẻ, nghe vậy chỉ cười đáp. Dù chỉ một khoảnh khắc sáng ngời ấm áp, một cái chớp mắt cũng đủ rồi. Nữ tử hai tay nhẹ nhàng lau khóe mắt, nàng vẫn đẹp, nhưng không còn như trước. Cô gái trẻ không sợ hãi ngày xưa chưa từng nghĩ rằng, tình yêu này ngắn ngủi như vậy, sau năm tháng dãy dụa và kiên trì, đều lộ ra nực cười. Không nói chuyện nô ra nữa. Hoa du tiên cười cười, chuyển chủ đề. Tiểu thiếu gia, cô nương bên cạnh ngài, có phải là cô bé năm đó không? vừa nghe lời này tiêu giác bỗng ngẩng đầu lên ngươi nói gì phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn